Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật, Thùy Từ Chứng Minh Gia Hộ. Mời quý Phật tử chúng ta ngồi thoải mái. Hôm nay ngày 9 phải không? Ngày 9 tháng 8 năm 2015, ở tại hội trường Vinh Hoa này, chúng ta khai mạc bản kinh mới, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Kính thưa quý vị, kinh Phật Thuyết A Di Đà là một bản kinh trọng yếu của Phật tử tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh. Ít có người hiểu trọn bản kinh này và cũng ít có người giảng bản kinh này. Tịnh Độ Tông niệm Phật cũng nhiều, lúc nào cũng chiêm dương, nhưng mà ít có lưu ý những bản kinh liên quan tới pháp môn Tịnh Độ. Nếu chúng ta không hiểu được lời Phật dạy, chúng ta niệm Phật không có hiệu quả đâu. Cũng giống như chúng ta nấu một bữa cơm, mình không biết cách nấu, mình nấu bữa cơm nhiều khi nó khét, nhưng chúng ta học hỏi đàng hoàng vào nấu một bữa ăn chắc chắn sẽ ngon miệng. Cũng như vậy, người niệm Phật biết giáo pháp và học hành cẩn thận, một câu niệm Phật bằng người không có biết tới hàng trăm câu. Chư Tổ nói rằng niệm Phật ở đô thị 1.000 câu không bằng niệm Phật ở trong rừng 1 câu. Là vì sao? Bởi vì ở trong rừng hoàn cảnh khốc liệt, sống một mình, đơn độc, gió mưa xung quanh trống trải, nhưng lòng mình đủ thu nhiếp lại và niệm được một tiếng Phật, nó bằng một cái chốn xô bồ ở đô thị. Thì cũng vậy, chúng ta tu tập nếu như không có học được bản kinh này thì rõ ràng niệm Phật không có kết quả bao nhiêu. Và ở đây thầy không có lên án, tất cả những câu chuyện thầy kể không có lên án, mà để cho các vị thấy đâu là đúng, đâu là sai. Và nhân cái sai của người trước, nhân cái sai của người mà mình đừng có vấp phải cái sai cho mình. Chứ không phải mình thấy sai của người ta, mình đi vạch lỗi và mình khởi tâm chê bai chỉ trích. Người Phật tử làm như vậy tự hại mình. Có nhiều Phật tử niệm Phật, chỉ biết Phật A Di Đà và dẹp bỏ tất cả. Thậm chí còn nói rằng chỉ niệm Phật thôi, chứ nếu như học kinh, đọc kinh nhiều, nó tâm nó loạn. Tâm nó loạn. Có nhiều người nói như vậy đó. Hồi đó có một vị hòa thượng tu về lục tông rất là trang nghiêm, và ngài căn dặn là khi tôi chết các thầy nhớ đỡ cho tôi nằm nghiêng. Đỡ làm sao cho tôi được nằm nghiêng? Tôi muốn nằm như tư thế của Phật Niết Bàn, tôi muốn gieo duyên như vậy. Và vị hòa thượng này khi chết chúng đồ cũng làm theo như vậy. Khi nằm thì lúc bây giờ trong phòng nó nóng cho nên gió nó thổi thổi cái vạt áo của ngài nó hơi sợ xuống một chút. Thì lúc giờ có một vị tăng trẻ thấy nhớ lời của ngài dạy, thành ra tới đưa cái ngón tay nhúng nhíu chút xíu rồi này, nhúng nhón cái vạt áo kéo lên. Thì lúc đó có mấy người Phật tử họ xông vào, họ nói rằng á là thầy tu hành mà chẳng biết gì cả, người người chết đau đớn biết chừng nào mà thầy sờ vô chiếu áo như vậy. Cái là một người chửi, một người lôi vị thầy này ra. Và có một cư sĩ khác đi vô, đỡ tôi vô, tôi khai thị cho ông ngài. Tức là họ họ cuồng tín, họ tin tới mức cuồng. Họ không còn cái lễ nghi của một người Phật tử quy y Tam Bảo nữa. Và một Phật tử nào đủ sức đi khai thị cho ông thầy. Làm những chuyện lạ kỳ không? Giống như người học trò lớp mẫu giáo đi dạy kiến thức lại cho một vị giáo sư. Kỳ quá phải không? Không giống ai hết. Và nhưng mà họ tin chắc như vậy và họ nói rằng họ đúng như vậy, thì rõ ràng tin như thế cũng là tà kiến, phải không? Tin như vậy cũng là tà kiến. Cho nên chúng ta học bản kinh này, chúng ta học cẩn thận. Và ngày hôm nay chúng ta chưa có đi vô ở trong nội dung kinh văn, ở đây chúng ta đi tìm hiểu khái quát. Khái quát tức là chúng ta nhìn tổng quát trước rồi sau đó chúng ta mới nhìn chi tiết.
chúng ta xem cái áo nó đẹp như thế nào. Tức là cái áo đó chúng ta nhìn cái dáng của nó, phải không? Rồi chúng ta nói chúng ta ướm lên người của mình, thấy hình như nó lên trên người mình thấy được. Xong rồi sao nữa? Sau đó chúng ta mới coi cái cổ áo, chúng ta mới coi hạt nút, chúng ta mới nhìn rõ vào từng cái đường kim mũi chỉ. Rồi tới khi thật sự chúng ta mặc vô, chúng ta thấy người mình nó có thoải mái nữa hay không. Rồi sau đó chúng ta mới trưng diện ra và chúng ta mới lắng nghe bình phẩm của người xung quanh. Thì đó là cái cách đi shopping. Thì chúng ta học kinh cũng vậy, cũng giống như cách đó. Dễ hiểu quá phải không? Tức là chúng ta phải nhìn thấy tổng thể của bản kinh A Di Đà này như thế nào. Rồi sau đó chúng ta mới đi vô tiểu tiết. Mà cái cách nhìn tổng thể này cũng không phải do thầy Huyền Châu sáng lập, mà đây là do Tông Thiên Thai sáng lập. Chư tổ sư Thiên Thai Tông nghiên cứu về Tịnh Độ Tông sáng lập ra cách tìm hiểu một bản kinh theo năm lớp, người ta gọi là năm lớp huyền nghĩa. Đó là chữ mới các vị có thể ghi. Năm lớp huyền, huyền tức là nó thâm huyền, nó nghĩa đó, vi diệu, huyền diệu đó. Năm lớp huyền nghĩa phải đi qua năm lớp đó. Nếu không qua năm lớp, không qua năm cái thứ tự như vậy thì sẽ không thấy được một cách trọn vẹn nội dung của một bản kinh. Hôm nay mà ai mà vén buổi này coi như là mất hết cái đại cương đó, thấy hết cái tổng thể rồi. Sau đó chúng ta đi vô tiêu tiết, nó rất đơn giản. Giống như chúng ta đứng ở ngoài đường, chúng ta nhìn cái tòa nhà này, cái hội trường này, chúng ta nhìn một cái tổng quát, cái sân, cái nhà, cao thấp chúng ta nhìn màu gì, cửa ngõ chúng ta nhìn tổng quát. Sau đó mới là chúng ta mới bước vào. Bước vào rồi chúng ta mới nhìn tổng quát trong hội trường lần nữa. Rồi lúc đó chúng ta mới tìm cái ghế ngồi của mình. Chứ không thế nào đó, chúng ta ở ngoài đường kia chúng ta nói cái ghế mình ngồi chỗ nào. Như thế thì nó hỏng rồi phải không? Tức là cái trật tự chúng ta đi không đúng. Ở khoa học phương Tây á, người ta có những cái lớp, chẳng hạn như đại học nó là gì? Đại học tức là học đại hả? Không phải như vậy, người ta định nghĩa đại học tức là tự học. Đại học tức là tự học. Và học tất cả mọi thứ, học bao la, tự học là chính. Đó gọi là đại học. Chứ không phải đại học tức là giáo viên người ta bắt mình từng chữ A, chữ B rồi học thuộc bài, không phải như vậy. Mà người ta đưa ra những cái phương pháp tiếp cận để mình theo cái phương pháp đó mình tự làm, tự tìm kiếm, tự nghiền ngẫm và tự ghi bài lại, thu hoạch lại kết quả. Rồi thậm chí cho tới khi lên lớp mà nghiên cứu sinh thạc sĩ, phó tiến sĩ hay là nghiên cứu sinh tiến sĩ, đặc biệt nghiên cứu sinh tiến sĩ hầu như là không có tới trường nữa. Mà lúc đó chỉ có nhờ một vài vị giáo sư hướng dẫn và họ cũng chỉ nêu ra một cái hướng vậy thôi. Và mình chính là người làm việc, mình chính là người khổ công tìm kiếm. Và thậm chí cái dự án đó mình đưa ra, mình tham khảo với giáo sư. Giáo sư bây giờ như là một vị cố vấn, chứ họ không phải là một người có thể làm được nữa. Và thậm chí những đề tài mình đưa ra có thể rằng là họ không có biết, mà mình sẽ tìm ra. Ví dụ như thế này, mình nói rằng là nước nó là hai yếu tố oxy và hydro. Oxy cũng là cái khí duy trì sự cháy, còn hydro cũng là cái khí duy trì sự cháy. Như vậy thì hai cái đều cháy hết, mà khi nó kết hợp lại với nhau thì nó không có cháy, thành ra nước là hủy diệt sự cháy. Như vậy thì bây giờ mình chế tạo ra một cái máy nào đó mà nó tách hydro và oxy ra, tách cái nước ra thành hai cái thành tố là oxy và hydro. Nó tách ra hai loại như vậy thì chắc chắn nó sẽ tạo ra một sự cháy. Và sự cháy này nó tạo ra năng lượng. Cái năng lượng này có thể phục vụ vào những cái động cơ học. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có thể dùng nước thay cho xăng, phải không? Như vậy đó là một cái giả thiết chúng ta đưa ra như vậy. Bây giờ bằng cách nào? Nghiên cứu bằng cách nào? Có một số nhà Phật học, người ta nhìn thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm có rất nhiều công thức, có rất nhiều công thức trong đó, mà họ có thể họ vận hành theo tư tưởng đó để họ làm việc. Chẳng hạn như bây giờ những cái thế giới bao la, có thế giới nó hình lưỡi liềm, có thế giới hình vuông, có thế giới hình tròn như quả địa cầu này, có những thế giới trời mưa xuống toàn là hoa, có những thế giới trời mưa xuống là nước, nước không mùi như cổ chúng ta,
Có những thế giới trời mưa xuống là mùi thơm, nước mùi thơm. Có những thế giới con người cái mặt nó hình lưỡi liềm. Có những con người, có những thế giới cái mặt nó ở dưới thì to, ở trên thì nhỏ. Và như cái hình trái lê thì cái mặt của con người chúng ta. Nhưng mà có những cái thế giới cái mặt nó dẹp. Có những cái quốc độ như vậy, ở trong kinh điển Đức Phật nói rất rõ. Và lúc bây giờ chúng ta dựa theo kinh điển đó, chúng ta thấy có những công thức Đức Phật nói ra, chúng ta có thể phát huy được. Thì đây tức là vận dụng Phật học vào trong khoa học để tạo cho mình một số phát minh. Mà hồi xưa thầy có một cái mơ ước, tức là thầy muốn đưa ra một cái ngành gọi là vũ trụ học Phật giáo, hay là thiên văn học, vũ trụ học. Cái thiên văn học của Phật giáo có những cái thế giới trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật trình bày rất là nhiều. Và tại sao bây giờ khoa học nó lại không để ý, nó lại không tìm kiếm và tìm cách như vậy nó sẽ phát hiện ra được. Thì ngày xưa người ta chưa có kính hiển vi, chưa có kính lúp, chưa có kính viễn vọng, thì người ta đâu có thấy ở trong nước có vi trùng, người ta không thấy rằng có vô lượng thế giới, mà Đức Phật đã cho rằng có hàng hà sa quốc độ. Và mỗi quốc độ như vậy chúng sanh sống thế nào, chúng ta cứ dựa theo kinh điển mà chúng ta tìm. Bởi vậy cho nên Einstein mới nói rằng là những cái gì, Einstein là một nhà khoa học vĩ đại hiện đời đó. Và ông nói rằng những gì tôi biết, những gì tôi nói cho mọi người, thực ra Đức Phật đã dạy hết rồi. Với cái trình độ của ông tìm vô, ông mới thấy ngỡ ngàng và mới thấy khâm phục. Còn một số người họ ôm cái ngã chấp, ôm cái định kiến về tôn giáo, về văn hóa, về chính trị. Người ta cho rằng đạo Phật là vớ vẩn, đạo Phật là hợp với khoa học mới gọi là đúng. Còn hợp với đạo Phật chưa hẳn là đúng. Người ta nghĩ như vậy là sai. Bởi vì đạo Phật chúng ta nó là khoa học và siêu khoa học. Chứ đừng đem khoa học mà chứng minh cho đạo Phật. Đạo Phật là dẫn đường cho khoa học. Chứ không phải là khoa học là chuẩn mực đâu. Chúng ta phải cẩn thận điều đó. Cho nên hôm nay chúng ta nghiên cứu trong này thì rõ ràng chư tổ chúng ta ngày xưa ở tại phương Đông có những cái nền triết học rất là ghê gớm. Cái ngàn năm mà chư tổ đã đưa ra một cái cách để nghiên cứu một bộ kinh như thế nào cho đúng, đó gọi là năm lớp huyền nghĩa. Mà tới sau này khoa học phát triển phương Tây họ mới hệ thống lại thành những cái hướng có tính chất sách vở, có giáo khoa chương cứu, người ta tổ chức thành một ngành khoa học. Chẳng hạn như bây giờ người ta thấy cần phải nhận thức xã hội một cách khách quan và người ta đưa ra một ngành đó gọi là khoa học xã hội học. Xã hội học là gì? Tức là một ngành khoa học dự đoán học. Là một ngành dự đoán tức là họ tìm những cái ý nghĩ của con người. Nhiều cái ý nghĩ như vậy người ta phán đoán cho một cái giá trị tương lai nào đó. Đó. Hoặc là bây giờ người ta nói rằng là tranh luận với nhau thì phải có cơ sở. Và cái người này bế người kia bế người nọ, bế qua bế lại thế nào đó mà cho người ta bị thuyết phục. Thì ngành đó người ta gọi là gì? Là logic học. Là logic học. Luận lý logic. Nhưng mà ở trong Phật học chúng ta thì có cái gì? Có nhân minh tam đoạn luận. Nhân minh tam đoạn luận của Phật học chúng ta ra đời cách này trên 2.500 năm. Hoặc là bây giờ tại sao cô giỏi về văn học, cô lại giỏi về toán học, anh lại giỏi về lý, vật lý chẳng hạn vậy? Thì tại sao? Thậm chí có người học hoài họ không nhớ, có người nhìn qua nhớ. Người ta nói rằng đó là thiên phú. Là ai? Thiên là ông trời, phú là cho, thiên phú là trời cho. Tại sao trời cho người này không cho người kia? Như thế thì không biết trả lời. Và người ta nói có những điều, tại sao khi tôi ngủ không biết tôi là ai? Thậm chí khi ngủ bị người ta quẹt lọ lên, tôi không có phản ứng gì hết. Thậm chí bạn của tôi nó bày đủ thứ trò, khi tôi ngủ tôi không biết gì hết. Nhưng mà khi tôi thức dậy tôi cự đủ thứ hết. Đó. Nhưng mà thì khi tôi ngủ tôi là ai? Cái ý thức nó đi đâu? Nói rằng nó đi vô trong tiềm thức. Nhưng mà tiềm thức nó là cái gì? Nó hoạt động như thế nào? Cái thế giới của nó như thế nào? Khoa học người ta nói không biết. Và người ta đang nghiên cứu. Và người ta mở ra một cái ngành nghiên cứu về lĩnh vực này. Người ta cho đó là gì? Là phân tâm học. Phân tâm học.
Và cái trạng thái tâm lý tình cảm nó như thế nào ở dạng dạng tiềm thức này, thì nó mới để ra một cái ngành nữa, nó gọi là phân tâm học và tình yêu. Cái tình cảm con người nó vận hành như thế nào, mà nó biến thể thế nào, nó gặp những nghịch cảnh, rồi nó chui vô tiềm thức, rồi nó vận hành như thế nào đó, mà lâu ngày cái nhân cách của người này nó khác đi, cái tình cảm người ta nó cọc kèn, nó thô lỗ đi, hoặc là nó nhẹ nhàng hơn, có những trạng thái thay đổi ở dưới mặt cái ý thức đó, người ta gọi là phân tâm học. Nhưng mà thì bây giờ, nhưng mà trong Phật học thì sao? Phật học chúng ta, Đức Phật đã dạy vậy, và duy thức học. Duy thức học nó giải quyết tất cả mọi thứ, và không có ngành nào mà không giải quyết được. Vừa trận tất cả mọi trạng thái tâm lý, giải quyết được hết. Như vậy thì thưa các vị, Thầy giới thiệu cho các vị 5 lớp huyền nghĩa, tức là chứng minh một điều là chư tổ chúng ta có những nền triết học rất là siêu việt. Rất siêu việt. Thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, trường đại học nó đang ra thành lập. Hình như thế, không biết có nhầm hay không, các vị tìm hiểu lại xem. Chứ Thầy nhớ là cái giao thời của đầu Công Nguyên, ở Ấn Độ người ta có một trường đại học. Trường đại học đó người ta xây 4 tầng. Người ta có 3.000 sinh viên. Người ta có 10.000 sinh viên. Và người ta có 3.000 giáo sư. Và giáo sư họ dạy rất là tuyệt vời. Nhất là những giáo sư tiến sĩ. Họ dạy chỉ có một người học trò thôi. Và người học trò đó phải sống chung với họ. Ở trong một căn phòng. Phòng đây của giáo sư, phòng đây của học trò. Như thế thì họ dạy không phải dạy về kiến thức của khoa học, mà người ta dạy còn nhân cách sống của con người nữa. Đó là một điểm giáo dục ngày xưa. Bây giờ nhiều khi ta tiến sĩ rồi mà ăn nói không ra bờ, rồi ứng xử thô kệch, và thậm chí không có nhân cách nữa. Tại sao? Bởi vì bây giờ họ dạy không có, có theo cái hướng là đào tạo nhân cách đạo đức. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy từ đó mà chúng ta thấy hãnh diện khi chúng ta tiếp cận những bộ kinh. Và hôm nay chúng ta tiếp cận kinh A Di Đà giảng, kinh A Di Đà này thì chúng ta tiếp cận theo cái tinh thần của 5 lớp huyền nghĩa, chứ không phải theo 10 lớp của nhà cô Hiền Thủ Tông. Đây là 5 lớp huyền nghĩa của Thiên Thai Tông, nhớ như vậy ha. Chỗ này, cái chỗ này, cái ngày này nhớ nhiều đó thôi. Thầy nói cả dòng, mà thầy thấy rằng cho các vị thấy rằng hai cái nền khoa học phương Đông và phương Tây. Bây giờ phương Đông nó chìm xuống. Nó thành ra chúng ta thấy nó hầu như không có giá trị. Giá trị không cao, nhưng mà chúng ta cứ chuộng khoa học phương Tây. Chứ thực ra phương Đông chúng ta có một nền khoa học nó vượt khỏi cả phương Tây này. Nhưng bây giờ đáng tiếc không có ai phát huy. Thầy tính thầy đào tạo một số đệ tử theo những lớp chuyên môn này để thầy tạo ra một nền triết học về phương Đông và phát huy cái giá trị phương Đông. Sau đó sẽ mở ra những ngành khoa học gọi là Đông Tây đối chiếu. Đông Tây đối chiếu. Phương Đông như vậy, phương Tây như vậy, hai nền triết học như vậy và hai cái giá trị khoa học như vậy, rút ra những cái hay riêng cho bản thân mình và gộp lại thành một cái tổng thể của toàn cầu. Cái đó là hồi nhỏ tôi rất là mong ước cái này, mà đi tìm hoài, cứ thấy mà đám không ạ. Không thấy là phát khởi những cái ý tưởng siêu việt lên trong đầu của mình rồi đi làm. Nhìn qua nhìn lại thấy bà Tám không ạ. Cái bà Tám đạo tràng nấu cơm ngon cũng được đi, bà Tám khác càng phiền phức. Như vậy thì thưa các vị là chúng ta tìm hiểu 5 lớp huyền nghĩa của Thiên Thai Tông ha. Thiên Thai Tông dùng 5 lớp huyền nghĩa đối với bản kinh A Di Đà này như thế nào? Thứ nhất là giải thích danh tự. Thứ hai là hiển thế. Thứ ba là minh tông. Thứ tư là lợi ích. Thứ năm là phán giáo. Thời dịch nghĩa nó như vậy. Thứ nhất là giải thích danh tự. Thứ hai là hiển thế. Thứ ba là minh tông. Thứ tư là lợi ích. Và thứ năm là phán giáo. Nói một cách tóm tắt, giải thích danh tự là sao? Tức là hiểu đại cương và cái nghĩa của tên, một tên một con người. Một con người ai cũng có tên. Chúng ta hiểu cái tên người đó là tên gì. Cái tên, cái nghĩa tên là gì. Đó gọi là danh tự. Rồi thứ hai là hiển thế.
Tức là sau khi biết rõ cái tên người đó, thì bây giờ bắt đầu biết gì nữa, biết cái người này họ cao họ thấp, hình dáng của họ như thế nào, mặt mũi họ sao, đó gọi là hiển thế. Sau khi biết mặt mũi của họ rồi thì phải biết người này á, cái người này nếu như họ vận hành như thế, họ làm như thế kia, thì cái lợi ích họ đem lại như thế nào, khả năng nói chung lợi ích, tức là cái khả năng là tác dụng á. Rồi cái thứ tư, nói chung là cái thứ năm, phán giáo, tức là sao, tức là xác định bản kinh này nó nằm trong hệ thống nào, nằm trong vị trí nào của toàn bộ Tam Tạng giáo điển, ở trong Tam Tạng giáo điển nó thuộc vào hệ thống nào. Và ở trong phần phán giáo này chúng ta phải lưu ý thêm về gì nữa, về lịch sử truyền dịch, tức là chư tổ truyền dịch bản kinh này như thế nào. Rồi sau đó tức là chúng ta đã hiểu được khái quát rồi, nôm na đại cương rồi, sau đó chúng ta mới đi vô chi tiết. Như vậy thì chúng ta nghiên cứu bản kinh này gồm có hai chương. Chương thứ nhất á, là nói về năm lớp huyền nghĩa, và chương thứ hai là biệt giải kinh văn, tức là giải rõ từng câu từng chữ ở trong kinh. Và năm lớp huyền nghĩa này chúng ta tìm hiểu một tiết ngày nay thôi, chứ không có kéo dài sang giờ khác. Tại vì sao? Bởi vì cái phần đầu tiên của năm lớp huyền nghĩa, tức là giải thích danh tự. Danh tự đây là gì? Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Và ở trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà này, chúng ta chia làm hai phần. Phần thứ nhất là danh tự chung, phần thứ hai là danh tự riêng. Danh tự chung tức là cái chữ nào? Chữ kinh. Chữ kinh tức là danh tự chung. Bất cứ bộ kinh nào cũng được gọi là kinh, gọi là danh tự chung. Còn danh tự riêng tức là cái tên sau đó, chẳng hạn như là Kinh Phật Thuyết A Di Đà, hay là Kinh Pháp Hoa, hay là Kinh Hoa Nghiêm, hay là Kinh Vô Lượng Thọ. Những cái chữ sau đó gọi là tên riêng, cái chữ riêng đó gọi là gì? Danh tự riêng và danh tự chung ở trong danh tự của một bộ kinh, được chưa? Như vậy chúng ta hiểu chữ kinh nghĩa là gì? Kinh nghĩa là gì? Chỗ này nhắc lại thôi, chứ nói nhiều rồi phải không? Có còn nhớ gì không? Có một số vị ghi chép coi lại còn nhớ, còn đa số là không có nhớ. Thầy trình bày lại cho các vị nghe, có một số vị mới thì thầy cũng trình bày các vị đã nghe ngày hôm nay. Kinh nó chúng ta nói cho đủ là gì? Tức là khớ lý và khớ thời. Khớ lý và khớ thời. Đó gọi là kinh. Khớ cơ nghĩa là sao? Tức là ở trên thì hợp với căn cơ. Ở trên thì khớ cơ tức là hợp với tất cả mọi căn cơ. Khớ lý tức là hợp với tất cả mọi chân lý. Và khớ thời là hợp với tất cả mọi thời gian, địa điểm, mọi thời gian. Chẳng hạn như ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, Đức Phật nói lời này cách đây trên 2.500 năm, ngày hôm nay vẫn có giá trị và không có sai. Đó gọi là khớ thời. Khớ cơ tức là tất cả mọi căn cơ thượng thừa, hay là căn cơ thấp kém, hay là thậm chí không biết chữ, cũng có thể tìm hiểu tới pháp môn tịnh độ này được. Rồi, khớ lý, tức là ở trong tất cả mọi chân lý đều đúng hết. Ở trong một phương diện nào, người quan điểm của người Việt Nam, của người Mỹ, của người Âu, người Á, người nào cũng đọc kinh và người nào cũng đều tôn kính. Chúng ta xướng dương, đây là Phật giáo Việt Nam, đây là Phật giáo Việt Nam, và chúng ta đẩy mạnh Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng nên nhớ rằng là Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Thái Lan chưa chắc gì người ta thích đâu. Nhưng mà chúng ta nói đây là lời của Đức Phật dạy thì ai cũng thích hết. Đó là cái điểm rất tuyệt vời. Tại sao Đức Phật đóng vai trò một nhân cách như vậy? Ở trong năm đại nguyện của Đức Phật, nhắc lại cho các vị nhớ, thì ở trong đó có một cái nguyện tuyệt vời là Đức Phật không làm cho ma quân khiếp sợ. Không làm cho ma quân khiếp sợ, đó là một đại nguyện. Thường người ta có uy quyền khiến cho người khác run sợ, nhưng Đức Phật không làm cho ma quân khiếp sợ. Ma quân nó tôn kính Phật nhưng nó không sợ Phật. Mình đi chùa mà mình sợ ông thầy là không nên rồi. Mình sợ ông thầy là không hay rồi.
Mình kính ông thầy chứ đừng sợ ông thầy. Chỉ khi nào ông thầy như ông ma đấy thì mình mới sợ thôi. Ma nó gọi là kính nhi viễn chi, nó kính và họ sợ. Còn thấy ông thầy sợ không phải là một vị thầy ngon, không tốt rồi. Kính thầy nhưng không có sợ. Không có sợ mình mới tới gần. Mà tới gần mình mới trao đổi học hỏi. Chứ còn mình sợ thì lúc bây giờ mình cứ thu thế. Mình thu thế rồi cái nào cần nói thì nói, không mình nói không khéo ông thầy ông biết giữ ý hay không. Ông không giữ ý thì mình tìm cách mình nói cho ông giữ ý. Thậm chí mình nói sai sự thật, thậm chí mình nịnh hót nữa. Có một số Phật tử tới chùa nịnh hót chư tăng, nịnh hót quý thầy, nịnh chứ. Nói làm sao cho quý thầy vừa lòng. Cái đó là một cái không nên. Mà vị thầy nào mà lắng nghe những điều đó mà cho rằng đó là điều hay lẽ phải thì cũng không nên rồi. Thật sự mà nói, ở đây có một số Phật tử cũng bị cái lỗi này. Tới thậm chí cứ nói sao để cho thầy vừa lòng. Tìm cách khen thầy. Mà khen chi? Thầy không có thời giờ để nghe nữa. Thầy đang cần giải quyết công việc cho nó gọn. Không có thời giờ để nghe cái lời khen nữa. Mà thầy nghe khen nó làm gì đâu. Không có một lời ích gì hết khen chi. Và thậm chí là thầy thấy nó phiền lỗ tai thầy là khác, thầy nói thật. Mà nhiều khi phải đứng nghe chứ không nghe thì hơi như mất lịch sự. Thầy phải ráng ngồi đó thôi. Mà nhiều khi ráng ngồi thôi là tranh thủ niệm Phật. Chứ giờ đi không được phải ngồi niệm Phật. Niệm Phật cũng làm để giữ cái lịch sự thôi. Cho nên thưa các vị không có cần thiết. Cái gì? Tại vì công việc nó quá nhiều. Làm việc này xem tới việc khác. Xem rồi cũng không nhớ cái việc đã làm nữa. Thậm chí các Phật tử nói thưa thầy, nay chi nhiêu tiền rồi. Chứ biết làm gì. Và thầy cũng không muốn nhớ nữa. Tại vì cái việc cần chi là phải chi, không chi nó không xong việc. Cho nên phải chi và xét thấy chỗ đó là cần phải chi tiền, không thể khác được. Và không có mà tìm cách làm sao chi cho được, đỡ cho nên việc nó chạy đi. Chứ không có đứng lại. Và chi rồi nhớ làm gì nữa. Mà nhớ hồ hối là bao giờ. Mà chưa thầy, thưa thầy, chừng nào chùa khánh thành. Các vị hối thầy, thầy biết hối ai? Tại vì sao rõ ràng là trong cái việc này mình không kiểm soát được, là bao nhiêu người tới làm, rồi cái việc như thế này phải kiểu mình không kiểm soát được. Nếu như mình cho một công ty họ đấu thầu á, thì lúc đó mình đã biết chắc. Và có thể mình trừ khoảng tuần, hai tuần thì mình tính được. Còn đây anh em chạy tới, mai chạy tới. Thậm chí có người chạy tới thưa thầy, cái cào có chỗ nào? Là thầy phải đi kiếm cào có. Mà nay cào chỗ này mày bó chỗ kia là thầy đi kiếm sáng con quét thôi. Mà thưa các vị là thầy xuống cân là phải rồi. Thầy cứ đi quá mà. Đi quá đi thưa thật các vị, cả ngày đi vừa nó mối đeo hai chân chịu không nổi. Đi dữ quá. Đi tới đi lui. Còn không thì có người ta sợ họ làm sai. Cho nên bao nhiêu đó thưa các vị ấy, là có khi chúng ta không có đi theo cái chữ kinh. Tức là hợp lý. Là khớ lý khớ thời. Mình nói cái gì hợp lý và cái không hợp lý thì không nói. Hôm qua chú Mẹo có nói thầy, và thầy suy nghĩ câu nói thiệt hay. Chú ghé thăm chùa, chú nói á, ngày xưa á, tôi nhìn thế này cái nó im ru, còn bây giờ tôi nhìn thế này tôi bẩm mắt bị nó quấn nó lôi mắt á, thành bẩm mắt, cho nên tôi không dạy tôi nhìn nữa. Đó là một cái hay. Mình phải nhận thức được cái lúc mình nhìn mình cái uy lực cái người ta, tại mình đang có quyền có lực, hay là mình đang là một vị thầy giáo, mình nhìn đến học trò nó im ru liền. Còn bây giờ mình rời khỏi môi trường đó rồi, mình nhìn nó lôi mắt mình sao, nó lôi mắt mình bầm mắt, mình bầm mắt cho nên mình không có nói nữa, mình không có nhìn nữa. Mà mình không nhìn nữa tức là mình thức thời. Còn mình cứ nhìn kiếm như ngày xưa là hai mắt bầm hoài. Bầm hoài nó tại sao bị nó nói này nói kia. Cho nên cái người tu chúng ta cũng vậy, có những lúc á là tiếng thối, có những lúc co giãn, có những lúc nói chuyện ào ào, nhưng có những lúc yên tĩnh, yên tới mức là tại vì yên mà không thấy mình khó chịu, không phải yên đỡ vì cái gì mà không nói được mới im thì đó không nên. Cho nên cái tâm đó gọi là tâm tự tại. Cái tâm tự tại này đó gọi là kinh. Khớ cơ, khớ lý và khớ thời. Hiểu không này? Khớ cơ, khớ lý và khớ thời. Chữ kinh nó còn nhiều ý nghĩa khác. Quán nhiếp thường và pháp. Quán nhiếp thường và pháp. Quán nghĩa là gì? Tức là nó xuyên suốt, nó như một cái sợi dây,
Nó xuyên suốt mọi đạo lý. Đạo lý trong kinh từ trước ra sau nó xuyên suốt, không dư một chữ và không thiếu một chữ. Người ta nói rằng kinh Đức Phật nói, kinh ta nói không dư một chữ và không thiếu một chữ. Và tất cả mọi hành trạng của Đức Như Lai, co duỗi nối nín, đều có những giá trị nhiệm màu trong đó mà chúng sanh hoàn toàn không hề biết. Hoàn toàn không hề biết. Những cái, còn mình ấy, nhiều khi mình thừa. Cái động tác mình nó thừa lắm. Nhiều khi nó thừa. Thậm chí mình đi nó cũng thừa. Mình đi tới rồi mình lại đi lui. Và nhiều khi không biết tại sao đi tới làm chi. Cứ đi đi rồi nó quên cái đi lui. Như vậy là cái đoạn đi tới là vô nghĩa rồi phải không? Mà mình có chánh niệm thì làm sao có đi tới rồi đi lui. À, cho nên cái đi của mình nó không có ý nghĩa. Còn Đức Phật đi trong chánh niệm. Và nói tới Đức Phật thì chánh niệm mình nữa, như như bất động. Cho nên tất cả mọi cái hành trạng của Ngài đều là những bài học nhiệm màu. Và đó gọi là chữ gì? Chữ quán, tức là nó xuyên suốt. Lời của Phật nói nó xuyên suốt hết tất cả một bản kinh, không thể dư, không thể thiếu. Nói tới chỗ này nó hơi lạ. Tức là hồi xưa Ngài Huyền Trang đi bộ từ Trung Hoa sang tới Ấn Độ. Ngài đi và Ngài tham học khắp nơi hết thảy 12 năm. 12 năm. Tức là Ngài hình như Ngài đi 3 năm. Hả? Ngài đi tới 3-4 năm gì đó. Nhưng mà tới Ngài trở về, cái đường Ngài trở về thì 3 năm. Tức là Ngài, cái quá trình Ngài đi và về mất 15 năm. Rồi Ngài mới tổ chức một hội dịch kinh, hoàn thiện tất cả Đại Tạng Kinh Đức Phật. Ngài hoàn thiện như vậy 15 năm. Và nghe đâu là một ngày là gồm có 1.000 vị tăng dịch thuật. Ngài là người đứng ra tổ chức cho 1.000 vị dịch thuật. Ngày xưa con người lạc hậu, nhưng nhân tâm của họ nó lành lạnh. Thành ra họ nói cái gì, họ nói tới đâu, họ dừng. Họ làm cái gì, làm ở chỗ nào, họ đứng lại. Họ biết đó không phải là cái phạm vi của họ. Họ nói ra có phải là chuyện của mình hay không? Hay nói đỡ chi? Nói đỡ làm cái gì? Và có nên nói hay không? Và họ dừng trong cái phạm vi của họ. Tâm của họ rất lành lạnh. Thành ra họ ở chung với nhau mà không có đụng chạm. Còn mình có 10 mấy chục người ngồi đạo tràng mà nhiều khi đụng chạm lung tung hết. Tại sao? Bởi vì chúng ta ứng xử tùy tiện. Tùy tiện muốn nói thì nói, muốn làm. Mở miệng ra biết người ta có mượn không? Người ta mượn nói thì ngậm miệng lại đi, có ai bảo câm đâu. Nhưng mà cứ nói làm chi? Nhưng mà cứ mình mở miệng mình nói thì không cần thiết, mình cũng nói. Đây thầy nói những cái ngôn ngữ nó hơi thô một chút, nhưng mà thưa các vị, như là những tiếng chuông. Chúng ta học kinh là chúng ta sôi vô lòng mình. Chúng ta nhìn gương của Thánh Hiền và chúng ta tu tĩnh tâm của mình. Bây giờ thì ở đó Ngài tổ chức cả 1.000 người ở như vậy. Và nhà vua tài trợ và tài chánh để sống, cơ sở vật chất đầy đủ hết. Và tư chúng họ cúng dường. Thì lúc đó Ngài mới thấy rằng là chẳng hạn như thế này. Có những đoạn kinh mà thưa các vị đọc kiên nhẫn chứ không muốn đọc. Ở cái cõi đó có vị Bồ Tát đó dẫn số lượng tăng chúng, Bồ Tát này Bồ Tát kia, rồi tới đi xung quanh Phật 3 vòng, rồi đứng bên rồi cõi khác, rồi cũng dẫn Bồ Tát đó Bồ Tát kia tới chỗ Phật đi xung quanh 3 vòng rồi đứng bên. À, như vậy cái câu đó cứ lặp đi lặp lại, nhiều khi lặp đi lặp lại tới cả hàng mấy trang giấy, 5-6 trang giấy vậy đó, là mình đọc nó ngán. Sao mình không viết rằng là có vô lượng chư Bồ Tát lần lượt đi xung quanh Phật 3 vòng đứng bên, có phải gọn không? Cho nên hồi xưa Ngài Huyền Trang cũng nghĩ như thế. Thành ra ngài mới ra cái lệnh, tức là mình cắt bỏ những đoạn thừa, những đoạn lặp lại không cần thiết. Và trong cái đêm đó toàn chùa ai cũng nằm thấy một giấc mộng là cọp sói beo nó gầm thét trong chùa, và mây mưa sấm chớp ầm ầm, ai cũng run sợ hết. Thì lúc bây giờ sáng ra ăn bữa ăn sáng, ai cũng thấy không có an ổn trong lòng. Và Ngài mới đem cái giấc mộng Ngài ra, Ngài mới nói rằng là tôi có nghĩ như vậy và tôi có dự định với đại chúng như vậy. Thì lúc đó đại chúng mới cớ lại là ai cũng thấy rõ như ban ngày, chứ không phải là một người thấy chim bao. Và
Lúc đó Ngài nói rằng như vậy thì đây là cái biểu hiện không có chấp nhận của Long Thần Hộ Pháp. Cho nên bây giờ kinh một chữ là chúng ta dịch sang một chữ, không được bỏ một chữ nào. Không được bỏ, không được thay đổi một chữ nào. Cứ một chữ Bali tìm một chữ chữ Hán á, cho nó thích hợp. Và nếu như có thiếu hoặc là có thêm vô chứ không được thiếu. Có thể thêm một cho rõ nghĩa chứ không được thiếu. Nếu như không có chữ tương đồng thì lúc đó đêm sau đại chúng đều thấy cái cảnh trí nó hoan hỷ, chư Phật phóng quang và mùi thơm lạ ngào ngạt ở ở trong cái hội chúng đó, trong cái chúng xứ đó. Như vậy rõ ràng là chúng ta thấy cái hội dịch kinh này được chư Phật mười phương ấn chứng và kinh điển truyền bá khắp nơi. Cho nên ở đây kinh Phật Thuyết A Di Đà không có sai một chữ, không thêm một chữ, không bớt một chữ. Cái nghĩa đó gọi là quán. Nhiếp nghĩa là gì? Tức là kinh nó có khả năng như là một cái nam châm, nó thu hút, nó thu hút mọi căn cơ, mọi đối tượng. Không cần biết già trẻ lớn bé, không cần biết sang hèn, không cần biết quốc độ nào. Thế mà gặp duyên thì người ta hướng tới kinh điển. Người ta hướng tới lời của Phật dạy để người ta tìm sự an ổn cho lòng của mình. Đó là một điểm rất tuyệt vời. Đó gọi là nhiếp. Thứ ba là thường. Nghĩa rằng là nghĩa lý ngôn thuyết ở trong kinh này luôn luôn không thay đổi. Chứ không phải là hôm nay nói khác, ngày mai nói khác. Ráng lên nghe cho ta thấy một hai người bắt đầu ngáp vào đấy. Đi vô trong kinh này bắt đầu nó ngáp á. Nói cái gì sôi động, thế gian thì rất là thích. Nhưng mà đi tìm vô trong đầu mình là nó ngáp. Cái ngáp này cũng không phải là không hứng thú đâu. Nhưng mà do ít học, hoặc là bỏ học lâu rồi. Đa số lớn tuổi rồi, không có đi học. Rồi nó không quen. Bây giờ học phải nhớ lại tự nhiên nó muốn ngáp vậy đó. Mà muốn ngáp đó cũng là một cái nghiệp. Cho nên chúng ta phải cố gắng loại nghiệp này ra. Chúng ta cảm giác rằng chúng ta tiếp cận với lời kinh điển của Phật. Chúng ta có cái lòng hân hoan. Và mất cái kiếp này rồi, chưa chắc mình kiếp lại được kiếp người nữa. Và không có kiếp người nữa thì giờ đâu mình học đây. Quán nhiếp thường giả và pháp. Pháp tức là gì? Tức là những cái phương thức tu hành mà ba đời chư Phật đều y theo. Và thưa các vị, kinh ai được quyền nói? Hả? Ai được quyền nói? Hả? Phật nói, ai nói nữa? Đời tử của Phật rồi ai nữa? Chư Thiên, ai nữa? Phật, đời tử của Phật, Chư Thiên, ai nữa? Hả? Đời tử của Phật, Phật, đời tử của Phật là biết rồi. Phật, đời tử của Phật, rồi ai nữa? Bồ Tát cũng là đời tử của Phật vậy thôi. Suy nghĩ thêm chút xíu đi. Hả? Hả? Tăng là đời tử của Phật. Nói vậy mà sao nói đời tử của Phật là không chịu? Phật, đời tử của Phật, Chư Thiên, Hóa Nhân. Hóa Nhân thường là hóa hiện của Phật. Chỉ có một điều chúng ta hoàn toàn tín nhiệm, Đức Phật từ kim khẩu của Ngài nói ra. Đó gọi là gì? Là kinh. Còn tất cả các cái hạng khác nói ra chỉ khi nào Đức Phật ấn chứng. Chẳng hạn như Tôn giả Xá Lợi Phất, hôm đó Đức Phật không khỏe trong người, thành ra Ngài nằm nghiêng. Ngài mới nói rằng, này Xá Lợi Phất, ông hãy vì ta mà nói pháp cho đại chúng nghe. Và Ngài Xá Lợi Phất ra đánh lễ Đức Phật, rồi Ngài mới ngồi tòa, Ngài mới nói. Và Ngài nói đây là một pháp, pháp đó thì không nên tín nhiệm, pháp kia không nên tín nhiệm. Và Đức Phật, Ngài nói như vậy, Ngài nói rất là nhiều. Và lúc bây giờ Đức Phật, sau cái buổi đó, Ngài mới nói rằng, những gì Tôn giả Xá Lợi Phất nói giống như những gì ta muốn nói hôm nay. Đó. Như vậy thì lúc giờ cái lời của Ngài Xá Lợi Phất là trở thành kinh. Của Đức Phật chưa nói câu đó là không phải. Hiểu không này? À, cái chữ ấn chứng là như vậy đó. Ấn chứng tức là bản thân đã được thành tựu. Truyền pháp cũng vậy, là bản thân đã có sự thành tựu rồi mới truyền pháp. Chỉ có một điều lạ, tức là nếu như chưa được truyền pháp thì pháp không thành tựu. Đó là một điều rất lạ mà người tu hành mới thấy được. Trước đây có một vị thầy ở tại Đà Nẵng. Cái vị thầy này tu Mật Tông và tu tới hình như hàng chục năm.
và thông suốt hết tất cả mọi pháp mật tông nhưng không thành tựu. Thì lúc bây giờ mới đi tìm một vị thầy chuyên mật tông, và tìm vị thầy này mới cười, nói được rồi, ta sẽ ấn chứng cho ông những phương thức đó được thành tựu. Thế là vị thầy này mới lạy cái vị thầy cầu pháp của mình, lạy ba lạy, chỉ có nói mấy câu đó thôi. Xong rồi vị thầy mới nói rằng ông hãy vờ tập lại hết tất cả những cái pháp mà ông tập lâu nay. Thì quả nhiên khi tập một năm thôi thành tựu hết tất cả. Lạ kỳ ở chỗ đó. Bởi vậy cho nên ngài Tuyên Hóa làm sao mà trong cái đoàn người đi vượt biên tị nạn mà ngài đi ngược lại đoàn đó để ngài vừa tìm cho ra ngài Hư Vân, và nhờ ngài Hư Vân ân chứng. Cái việc ân chứng quan trọng lắm. À, phải cầu pháp là vậy đó. Và sau này cái vị thầy này á vừa tập một năm thì lúc bây giờ đã thành tựu và đi vào tại Vũng Tàu để chào thầy của mình. Chào thầy của mình bằng cách nào? À, chào mình ra ngoài biển, tiễn nhau ra biển. Thưa thầy, con đi ra đảo cũng ở trong đất liền nhiều thứ phức tạp, con không muốn nữa. Và vị thầy nói, được rồi thì ông cứ theo cái pháp của mình. Nói tới đảo nào, nó dạ có đảo, không có người, con sẽ tới. Thì lúc bây giờ, ngài mới đứng trên mặt nước, ngài mới bước trong một cái, ngài đứng trên cái ngọn sóng á. Cái ngọn sóng biển là ngài bước chân, ngài đứng trên ngọn sóng. Và ngài cúi, ngài lạy ông thầy mình. Thì vừa cúi lạy một cái là cái ngọn sóng nó cuốn đi luôn. Tức là theo ngọn sóng chạy ào đi xa là mất dạng luôn. À, những cái vị đó, đúng rồi, mất luôn đó. À, có những vị họ thấy rằng họ chưa cần độ sanh. Mỗi người có một cái nguyện khác nhau. Chứ không phải rằng là mình nói rằng phải độ sanh mới là độ sanh đâu. À, có nhiều vị họ thấy rằng có một số cái phương thức mà họ làm chưa có xong. Còn ngang nhất là những người chưa không cần độ cũng nhào vô độ đó. À, cái đó là mới ngán. À, cho nên là có những người họ tu thì họ cẩn thận, họ thấy rằng là đã được chưa. À, cái đó gọi là cái nghĩa ấn chứng, nó có giá trị mầu nhiệm như vậy, nó chuyển hóa cũng lạ kỳ lắm. Giống như một anh chàng võ sĩ mà đi học khắp nơi hết mà không thành cao nhân được, mà gặp cái ông cao thủ, ông nói cái mấy câu thôi thì tự nhiên lãnh hội được và trở thành cao thủ. À, thì cái việc đây cũng vậy. Đức Phật nói thì nói, mà Đức Phật phải ấn chứng lúc bây giờ mới thành kinh được. Còn lời Đức Phật chưa ấn chứng, chưa thành gọi là kinh được. Hiểu chưa này? À, còn bảy cái phương pháp đặt tên một quyển kinh, đặt tên đề kinh, thì cái đó các vị sẽ tự tìm hiểu lại những bên giảng trước. Thầy chỉ nhắc cho khứa cơ, khứa lý, khứa thời, quán, gì? Nhiếp, thường và pháp. Đó là nằm trong nghĩa kinh căn bản. Và kinh là do Phật nói, đời tôi của Phật nói, hóa nhân nói. Nói chung cái ai nói là tùy duyên, nhưng mà phải được Phật ấn chứng mới gọi là kinh. Được chưa? Cái mục đích của Đức Phật nói kinh làm cái gì? Nó có bốn cái mục đích căn bản. Đó gọi là gì? Tứ tất đàn. Tứ tất đàn. Đàn thứ nhất, thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn nghĩa là sao? Tức là Đức Phật dùng những cái hình ảnh của thế giới này, cây cối, mây mưa, sấm chớp, những cái hiện tượng ở trong vũ trụ này, như là số cát sông Hằng, để nói rằng cái số nó nhiều lắm, không thể tính hết được. Đó, nó gọi là thế giới tất đàn. Được chưa này? Rồi, nghĩa thứ hai là vị nhân tất đàn. Vị nhân tất đàn là sao? Tức là tùy theo căn cơ trình độ mà Đức Phật nói chỉ cho một phương thức tu hành. Tùy theo căn cơ trình độ. Căn cơ tiểu thừa thì chỉ cho pháp môn tiểu thừa. Căn cơ đại thừa thì chỉ cho phương thức đại thừa. Căn cơ người này là một ông thợ rèn thì phải chỉ cho ông cái pháp môn quán số tức, hít thở, thổi lửa. Còn cái người mà canh giữ nghĩa địa thì phải quán chỉ cho cái phương thức quán bất tịnh. Tôi thấy rằng thân mình dơ bẩn, tôi lãnh hội cái bất tịnh và giác ngộ. À, chứ không thể đối ngược lại bằng cách là cái ông thối lửa mà cái quán bất tịnh này. Quán không ra được. Còn cái ông mà ở nghĩa địa mà bác hít thở thì nó hôi là mũi, sao chịu nói. Thành ra cái ông này ông bị điên. Vì vậy cho nên trường hợp này không phải chính mình, mà tôn giả Xá Lợi Phất ngày xưa đã nhầm lẫn chuyện này. Và vừa trình với Đức Phật, nói rằng tại sao có hai ông cư sĩ đó con chỉ hai cái pháp tu hành mà không có thành công. Thì Đức Phật nói ông hãy đem hai cái pháp đó đổi cho nhau thì họ sẽ tu được, bởi vì cái nghiệp duyên họ như vậy. Cũng thế,
Chúng ta muốn chỉ cho người nào tu hành, chúng ta phải tìm hiểu ít nhất cái hoàn cảnh của họ. Hoàn cảnh người này là người buôn bán, hoàn cảnh một người ở trên làm ăn công sở, hoàn cảnh người này họ thích đi ta bà thơ giáo, hay là cái hoàn cảnh cái người mà thích ngồi im không muốn ra ngoài, hay là hoàn cảnh muốn là người thích giao tế, hay là hoàn cảnh người không muốn nói chuyện. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và chúng ta chỉ cho họ một phương pháp khác nhau. Thậm chí cùng là pháp môn niệm Phật nhưng mà người ngồi buôn bán ngồi chợ khác với người ngồi ở văn phòng, hoặc là cái người rảnh rỗi tới chùa. Chúng ta chỉ những cái phương thức tu hành đó, làm sao cho phù hợp. Chứ đó gọi là gì? Là vị nhân tắc đàn, tức là vì chúng sanh, vì căn cơ nghiệp chướng mà chỉ cho. Thứ ba là đối trị tắc đàn, tức là tùy vào cái chỗ mê chấp của chúng sanh mà Đức Phật chỉ cho phương thức tu tập. Giống như là thầy thuốc cho thuốc, đó gọi là đối trị tắc đàn. Đối trị như là thầy thuốc chữa bệnh, tùy vào cái bệnh mà cho một loại thuốc khác nhau. Cái người ta thích trì chú, đỡ cho người ta trì chú. Đừng thấy người ta trì chú nhiều mình sợ. Trì chú chứ làm gì đâu mà mình sợ. Không cho người ta trì chú, người ta trì thím là mới phiền nữa. Phải không? Cho nên mình có người nói vậy chứ, nói là mình tụng mình niệm Phật A Di Đà thôi, chứ niệm nhiều Phật quá nó loạn. Mà ta thấy niệm Phật A Di Đà nó cũng đâu có chánh niệm đâu. Tại vì niệm A Di Đà không niệm thì niệm chúng sanh. Thôi niệm nhiều Phật còn hơn là niệm chúng sanh. Họ không nghĩ ra được điều đó. Họ cứ nghĩ rằng là có người khác tuyên truyền nói như thế thì họ nghĩ là đúng, có lý, họ làm theo và họ không cân nhắc. Thứ tư là gì? Đệ nhất nghĩa tắc đàn. Đệ nhất nghĩa tắc đàn là sao? Tức là Đức Phật thấy căn cơ chúng sanh ở ngang đó, và khi nó đã được rồi thì Đức Phật nối ra cái phương thức cao hơn nữa. Đó cũng là đệ nhất nghĩa. Chẳng hạn như ngày xưa ra đời, Đức Phật đâu có nối giới luật gì đâu. Không có nối giới luật gì hết. Tại sao? Bởi vì căn tánh của tất cả những vị xuất gia đều là căn tánh của Bậc Thánh. Không cần chơi giới, họ cũng không làm sai. Cũng giống như là một cái con ngựa, con bò đã được thuần hóa, thì nó không bao giờ nó phá hoại. Chẳng qua nó chưa biết đi vào đích thôi. Còn khi mà căn cơ đã được rồi, thì Đức Phật là chỉ cái phương thức khác. Thưa các vị, chẳng hạn như ăn chay thôi á, bây giờ bên Nam Tông người ta bác bỏ dữ lắm. Và có một số vị sư lên cái công nghệ truyền thông đại chúng, chẳng hạn như đài truyền hình, TV rồi chẳng hạn vậy đó. Rồi nó giống như là cái gì? Là phí bán, bài bác phí bán. Cái đó là cái không nên của những vị giảng sư. Thưa các vị, chẳng hạn như người ta là Thiên Chúa giáo, người ta tin Chúa, mới mình ra người ta nói Chúa, và Đức Chúa trong lòng họ rất thánh thiện. Hãy đỡ cho họ sống với cái niềm vui đó, đỡ cho họ thánh thiện với Đức Chúa đó. Và mình có khuyên họ hãy siêng năng hơn, hãy cầu Chúa siêng năng hơn. Chứ đừng có nói, ồ cái ông Chúa vậy không phải làm gì có, nói chuyện chân hứng, Chúa vậy Chúa, nói Chúa sao cho người này, Chúa không cho người kia, như vậy mà Chúa vậy bất công, tôi không tin. Đó gọi là gì? Là đà phá. Đà phá tức là làm đánh đổ cái niềm tin của người khác. Đánh đổ niềm tin người khác. Và trong khi mình chưa có một cái niềm tin nào cao hơn, tuyệt vời hơn, thì mình dựng lập lên cái mới cho họ. Cũng như cái nhà tranh của họ đang ở, nó ô cái nhà tranh xấu xí quá, dẹp cho rồi, đạp cho rồi, đạp xong cái họ ở ngoài đất. Mình không có đủ sức để làm cho họ một cái ngôi nhà ngói, một cái ngôi nhà thật lành lặn hơn. Như vậy là mình mang tội cho họ, mình làm ác đó. Vì vậy cho nên là, thưa các vị, đừng bao giờ đánh đổ người khác. Đừng bị đánh đổ. Tại vì họ đang có cái niềm vui đó, đưa cho họ vui trong đó đi. Mình cũng vậy, mình có niềm vui của mình. Tại ai tự nhiên họ đánh đổ mình chịu không? Và mình cũng báo thú vậy thôi. Cho nên thưa các vị, đây là, tức là gì? Tức là đỡ nhất nghĩa. Tùy theo căn cơ, cái căn cơ họ như vậy thì đưa cho họ như vậy đi. Nhưng mà khi được rồi, khi tu tới đó được rồi, Đức Phật nói không, đó chỉ là hóa thành thôi. A-la-hán chưa phải là tối thượng, mà vô thượng chánh đẳng chánh giác mới là tối thượng. Như vậy cho nên Đức Phật có khi nói kinh này, có khi nói kinh kia. Nhưng mà thưa các vị, kinh này chút nữa chúng ta sẽ thấy nó nằm trong phạm trù nào. Nó khác hoàn toàn những cái bản kinh như kinh Địa Tạng ha. Khác hoàn toàn. Đó gọi là tứ tắc đàn. Thế giới tắc đàn, vị nhân tắc đàn, đối trị tắc đàn và đệ nhất nghĩa tắc đàn. Được chưa? Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm một chữ nữa.
Chữ này hồi sớm chúng ta tìm hiểu là chữ gì? Chữ kinh phải không? Bây giờ chữ thứ hai là gì? Là Phật. Chữ T. T còn tất là những xưa là chữ gan tất. Cái này nó chỉ có cái chữ về chính tả thì cũng không quan trọng lắm đâu. Thì mình đi học mình hiểu được cái lý bên trong là chính. Còn đi dùng biên tập kinh sách ấy, thì mình để ý tới cái chính tả. Thứ nhất là kinh, thứ hai là Phật. Là chúng ta đang ở cái chỗ gì? Tìm hiểu danh tự phải không? Danh tự. Ở trong năm lớp huyền nghĩa, cái đầu tiên là danh tự cùng bản kinh. Thì thứ nhất là kinh, thứ hai là Phật. Phật là gì? Hả? Phật là giác ngộ. Nếu như mà mình chạy giờ ở cái thời đại của sâu công nguyên, mình nói chung mình trở về với mình bỏ mình trừ 2.000 năm về trước rồi, thì Phật là gì? Hả? Thì Phật cũng là giác ngộ chứ gì mà im ru. Chứ Phật cũng là giác ngộ chứ có khác gì đâu. Giác ngộ là vẫn là giác ngộ thôi. Nhưng mà thưa các vị á, thầy nói, thầy gợi ý một điểm cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta trình bày Phật với một người, chúng ta phải cẩn thận. Phải cẩn thận là sao? Tức là mình coi cái người đó họ là ai, căn cơ trình độ của họ tiếp nhận như thế nào. Chứ mình đi đừng đem Đức Phật nhét vô đầu họ là họ phiền não. Thì bản thân Đức Phật ở trong họ đã có rồi. Mình nhét Đức Phật vọng tưởng vô là họ phiền não đó. Thì hồi chúng ta biết sau sau công nguyên, ở Việt Nam chúng ta lúc bây giờ rất là hoang sơ. Mà các cái vị sư Ấn Độ người ta lên ở trên thuyền, người ta có hai việc làm. Thứ nhất là họ cầu nguyện sự bình an cho những đoàn thuyền thương buôn. Và người Ấn Độ họ rất là thích về sừng tê giác, ngà voi, trầm hương. Đó họ làm những cuộc tế lễ và họ trang sức. Bởi vậy cho nên họ du thuyền từ Ấn Độ, họ đi xuống Vịnh Thái Lan, họ đi qua qua Thúy Chân Lạp, Chăm Pa, Đại Việt. Họ đi theo cái đường đó. Và thường thường là gió mùa thổi lên họ mới đi được. Và 8 tháng sau gió nó trở về họ mới đi về được. Thì họ đi bằng buồm mà, thuyền buồm. Phải nương vô sức gió. Cho nên khi họ đi như vậy thì họ bất an, họ mời một số vị sư đi theo để cầu nguyện cho họ. Và một số vị sư này cũng có cái tâm nguyện hoằng pháp. Cho nên các ngài cũng lên trên thuyền và đi. Và cũng tìm hiểu tới một số ngôn ngữ địa phương để truyền đạo. Và các ngài đến thì các ngài sống y như đời sống của một vị sư của mình. Và chúng sanh nó thấy lạ, họ mới tìm hiểu. Hỏi ông là ai? Ông tên gì? Ông ở đâu? Và tại sao ông sống như thế như thế? Thì lúc đó các ngài nhân đó mà giảng dạy cho người ta. Và đó mà là hình thức truyền đạo rất là hòa bình của Phật giáo. Và khi mà các vị sư truyền sang ở Việt Nam chúng ta thì người ta hỏi Phật là gì? Có điện thoại của ai vậy? Các vị làm ơn khi vào ở trong đạo tràng các vị đừng có đỡ ảnh hưởng đến chuyện này. Cái tiếng điện thoại nó gây phiền trong đạo tràng rất là nhiều. Có ai tắt đi? Rồi chúng ta trở lại vấn đề, tức là khi đi vào Việt Nam thì lúc bây giờ ở Việt Nam người ta hỏi thì các ngài không nói là Phật là một đấng giác ngộ. Người ta nói giác ngộ là gì? Giác ngộ là gì? Giác ngộ là hiểu biết. Người ta hiểu biết là gì? Không biết họ nói. Tao hỏi hoài không biết họ nói. Nó có những cái chuyện như vậy như xảy ra. Y như là cái anh chàng kia, anh vô nhà mà anh ghẹo hai cô gái. Anh vô anh thấy cô gái đẹp đẹp quá, anh vô anh tính tán tỉnh cho tìm hiểu xem. Mà vô là ông cha ông nói là ông hỏi biết trả lời được thì ông mới cho nói chuyện, không thì đi về. Cái đi vô nói thưa, dạ con chào bác. Nó tớ còn chi. Dạ thưa bác con tới cho con chào chi. Dạ con cho đó con tìm hiểu chi. Thấy ớn rồi. Mình tới mình mới đi cua người ta mà tới gặp con cha nói kiểu đó là thấy không xong rồi. Thôi đứng đứng miệng đi về thôi. Hôm đó anh chàng này anh tới anh nó còn mua thớ mà cứ ông nói kiểu đó kỳ quá thầy ơi. Cái thầy nói ủa sao không hỏi lại? Nó hỏi lại làm sao? Nó cho bác hỏi còn chi vậy? Cái nó có lý thầy, nó thấy có lý. Là hôm sau anh tới nữa, ông đang hỏi nha.
nó thưa bác chào bác, nó tao làm chi vậy, nó dạ tới cho, nó cho làm chi vậy, nó dạ con tao tìm hiểu, hay nó tìm hiểu làm chi vậy, nó dạ bác khối còn chi vậy. Không biết là nói nó trở lại nó ôi thằng nó giỡn mày, tao hỏi tao biết cái chi, dạ bác cũng biết làm chi vậy. Đó là ông chàng không biết được nói, cho nên cái này gọi là hối lại, thành ra là người ta hối hoài không biết là nói, trường đạo đâu có thể hối lại được. Bây giờ cho nên các ngài mới nói, mới thấy trong trong dân chúng người ta sợ nhất là gì, những nền văn minh nông nghiệp lúa nước người ta sợ nhất là gì, sợ là trời mây nó kéo tới lại mưa đổ xuống là mùa màng sẽ ảnh hưởng đó, là sấm mây là phải sấm, rồi cây này cháy cây kia ngã, rồi chớp, ta khủng khiếp quá, người ta không biết đó là hiện tượng gì và người ta nghĩ đó là ông thần, người ta sợ hãi. Cho nên lúc bây giờ các ngài mới định nghĩa Phật là gì, là mây, Phật là mưa, Phật là sấm, Phật là chớp. Và các vị tìm hiểu trong lịch sử coi, từ đó cho nên Việt Nam chúng ta nó ra đời bốn cái dòng thiền mây mưa sấm chớp, gọi là thiền tứ pháp. Đó là dòng thiền đầu tiên ở tại Việt Nam chúng ta đó. Cho nên chúng ta qua đó chúng ta thấy hiểu cái chữ đối trị không, cái đối trị, cái tắc đàn đó à, rất là tuyệt vời. Chư tổ vận dụng như vậy đó, khi người ta vô trong đạo rồi từ từ người ta hiểu rồi, người ta hiểu rồi bắt đầu từ từ mình thấy dần dần, mình hướng dẫn dần dần. Cũng giống như người đi chùa vậy đó. Hôm trước cái anh Quang Mỹ có đó không hả? À, chắc anh bị lo đám tang của ông chú rồi hả? Anh tới anh hỏi thưa thầy, quy y là cái cần gì không thầy? Thầy nói không cần gì hết. Thế nên dạy quy y có phải rằng là bữa nào phải tụng kinh không thầy? Thầy nói không, thích tụng thích thôi. Thế anh nói sao con hối người ta cứ nói vậy thầy? Vậy dạy phải quy y phải đi về chùa không? Nó ránh đi không ránh thôi. Cái nó sao đơn giản như thầy? Thầy nói không có gì hết, lên cuốc ba cuốc xong liền. À, thế là anh cười, anh vợ anh suy nghĩ sau đó cái anh rủ bà vợ lên hai người quy y. Mà khi quy y xong rồi á thì từ từ bắt đầu mình nói nữa, nó Phật tử rồi thì phải thường xuyên đi chùa, cái đó là phải ăn chay xong rồi bây giờ tại đưa cho nguyên kinh, tại nó là kinh Phật nói này dễ đọc phải nghe, hay dễ đọc đeo còn thích rồi sao? Rồi nói giờ làm phước anh đó, chạy mọi sáng thưa thầy con cúng dường tiền lên mua tượng cho thầy. Từ từ bắt đầu tao nó khởi lên, nó phát lên, chứ mình mất người ta mất cái vô cái mình nói một câu chạy mất, thôi làm gì nữa. Cho nên đây gọi là đối trị, tôi vận dụng trong kinh. Phật là một đón giác ngộ, thứ hai là thuyết, thứ tư là nói, đơn giản vậy thôi. Thứ ba là A Di Đà, kinh Phật thuyết A Di Đà. A Di Đà được gọi là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ, vô lượng quang có chỗ người ta còn dịch là vô lượng công đức, nhưng mà thầy nghĩ rằng vô lượng thọ, vô lượng quang là đúng rồi. Tại vô lượng thọ, vô lượng quang là tự nhiên có vô lượng công đức. À, vô lượng thọ thì người đó là phải phước đức vô lượng họ mới sống lâu vô lượng. Còn vô lượng quang tức là trí tuệ hào quang chiếu sáng, đây là người có phước đức rồi. À, thì tự nhiên là trong cái chữ mà vô lượng thọ, vô lượng quang nó đã chuyển tải vô lượng công đức. Nhưng mà người ta nói quen miệng, người ta nói là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Đức Phật này có gì? Có vô lượng thọ. Ngài, tuổi thọ của Ngài sống lâu vô lượng, gọi là vô lượng thọ. Hào quang của Ngài chiếu sáng vô lượng, gọi là vô lượng quang. Đức Phật A Di Đà sao gọi là có hào quang chiếu sáng vô lượng? Bởi vì tất cả chúng sanh trong mười phương các cõi đều đang sống trong ánh hào quang của Ngài. Cũng giống như là một cái đài radio. Chúng ta mỗi người là một cái đài radio. Và cái tần sóng radio nó phủ khắp toàn cầu. Và chẳng qua chúng ta mở cái đài lên chúng ta rà chưa có đúng. Cho nên tiếng nói chưa có phát ra. Sự phát ra đó là sự khớp hợp của tâm chúng ta và tâm của Phật. Hoặc là cái tần số mấy đài radio trên tay của mình với cái tần số đang phát ra trên toàn cầu này. Cũng như vậy, hào quang của Phật chiếu khắp mọi nơi và luôn luôn phóng quang gia hộ cho tất cả chúng sinh. Chẳng qua là chúng ta không cảm nhận được bởi vì cái tầng sống của mình nó khác. Cái tầng sống của mình nó có cái gì? Mình nhìn sâu vô trong lòng mình biết ai cũng có tần số của mình. Mình đang ngồi mình buồn quá, trong lòng buồn quá thì cái mặt mình nó buồn và cái tần số đó gọi là tần số buồn. Tần số buồn nó hiện ra. Rồi cái tần số tham, tần số sân, tần số si, chẳng hạn như đó, những cái tần số trong người nó có hết chứ. Thậm chí là khoa học người ta còn tìm tới là người ta nói là cái máy phát hiện nói dối đó.
Đó, người ta đỡ cái máy mà cái người nói dối họ đi qua thì cái tâm lý họ nó khác, những cái xung động điện năng nó khác, và người ta thấy cái máy nó hiện lên khác, và người ta nghi ngờ cái người này, chứ chưa phải là chính xác, nhưng mà người ta nghi ngờ, người ta có quyền nghi ngờ. Bây giờ người này họ đang sợ hãi, đang lo toan, đang tính toán thế nào đó, mà năng lượng của người họ người ta nó khác, do vậy cho nên người ta tìm, người ta nghi ngờ và người ta tìm những nhân tố khác nữa để người ta kết tội. Thì cũng như vậy thôi, trong tâm chúng ta khác, cho nên chúng ta không cảm nhận được tần số của Phật A Di Đà. Còn chúng ta cảm nhận được thì tự nhiên chúng ta đã tiếp cận được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái điều kiện cần tiếp cận như thế nào thì lát nữa chúng ta tìm hiểu rõ hơn. Ở đây á, chúng ta đã hiểu được là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy thì kinh Phật thuyết A Di Đà là chúng ta đã tìm hiểu xong nghĩa của chữ này, được chưa? Bây giờ chúng ta qua một phần tiếp theo ở trong năm lớp huyền nghĩa, đó là hiển thế phần thứ hai. Hiển thế nghĩa là sao? Tức là cái bản thể của kinh Phật thuyết A Di Đà này trình bày về cái gì? Trình bày về tự tánh Di Đà. Trình bày về tự tánh Di Đà. Lấy cái quốc độ Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà làm cái cảnh trí mà nhân đó hiển thị tự tánh Di Đà. Từng chữ này thầy nói không có sai với kinh điển. Tại vì sao? Bởi vì tự tánh của chúng ta là một Đức Phật A Di Đà. Tự tánh chúng ta từ xưa nay thanh tịnh, ở trong chúng sinh không thêm, ở trong Phật không thêm, trong chúng sinh không bớt. Nó như là một viên ngọc chói sáng, chẳng qua do nghiệp chướng che lấp nó không chiếu ra ánh sáng mà thôi. Thực ra từ xưa nay chưa bao giờ tăng, chưa bao giờ giảm. Và tất cả mọi chúng sanh đều có tự tánh Di Đà. Đều có tự tánh Di Đà. Và khi chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật, thì lúc bây giờ chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì chúng ta tác động trực tiếp vào tự tánh Di Đà này. Ở trong tự tánh Di Đà này, nó sẽ thanh tịnh, nó mát mẻ, và thế là ao bát công đức hiện ra. Ở trong đó bắt đầu hoa sen nở hoa trỗi lên mặt nước. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta gặp cái nghịch duyên, đi vào chùa thấy cái bà kia ngứa gan, thấy ông thầy dở ghét, thôi không thèm niệm Phật nữa, thì lúc bây giờ cái hoa đó nó heo, nó rụ xuống, bắt đầu anh là tự tánh Di Đà chìm vô, rồi nghiệp chướng sân si hiện ra đầy hết, thấy chưa? Đó, cái tự tánh Di Đà nó có sẵn ở trong tâm chúng ta, thì chúng ta niệm Phật tức là trở về với tự tánh của mình, và khi chúng ta chết chúng ta ngồi im niệm Phật, không cần quan tâm bên ngoài, tức là tự tánh Di Đà nó hiện ra và chúng ta trở về tự tánh Di Đà. Cái sự trở về đó như một niệm, một sát na, một đơn vị thời gian nhỏ nhất, một tích tắc thôi, chúng ta vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chứ không phải vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ là cái cõi cực lạc ở đâu thiệt xa và chúng ta phải nhờ thần lực A Di Đà dẫn mình chạy vào đó, không có, không phải như vậy. Tự nó chiêu cảm và hiện ra và tắc cả thôi. Đèn pin bật lên sáng, không bật tắc, bật sáng hoặc tắc cả thôi. Như vậy thì nó hiện ra tắc là do tự tâm của chúng ta. Như vậy đó là gọi là tự tánh Di Đà. Chúng ta làm sao đôi tự tánh này hiển ra, hiển lộ ra? Mà bây giờ hiển lộ khó quá. Cho nên chúng ta nương vô cảnh giới cực lạc Tây Phương. Bây giờ chúng ta thấy cuộc đời nó xấu ác, chúng ta làm bạn với ông chồng mà ông chồng cũng gây cho mình nhiều đau khổ, thậm chí trở thành kẻ thù, thậm chí thành còn tệ bạc hơn là một người hàng xóm. Rồi chúng ta làm duyên, kết duyên với đứa con của mình nó làm cho mình phiền não. Chúng ta kết duyên với dòng họ, đôi khi dòng họ làm cho mình khổ đau. Nhưng chúng ta thấy kết duyên lung tung thế này không có tốt, thôi chúng ta kết duyên với cõi Tây Phương Tịnh Độ. Bởi vì sao? Bởi vì cõi đó tất cả đều là những bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân tức là những bậc A-la-hán, tức là những bậc bất thối chuyển. Họ không có những căn tánh xấu ác. Và chúng ta làm bạn với họ chắc chắn mình sung sướng. Còn chúng ta làm bạn với, chúng ta nổi giận lên mà gặp một người bạn biết an ủi thì mình bớt nổi giận. Còn chúng ta nổi giận lên mà gặp người bạn xấu, họ kích động vô, họ làm cho mình càng sai lầm hơn nữa. Đó là người bạn xấu. Giờ thì chúng ta gặp ở cõi Tây Phương Tịnh Độ toàn là những bậc thượng thiện nhân. Do đó, cho nên những cảnh giới màu nhiệm đó, đó gọi là cái cảnh của A Di Đà. Và nhân đó mà làm hiển lộ tự tánh A Di Đà của chúng ta, đó gọi là gì? Đó là hiển thế, đó là cái thế của kinh này, được chưa? Rồi, và tiếp phạm trù tiếp theo đó là minh tông. Thứ ba, minh tông. Minh là sáng tỏ, tông tức là tông chỉ tu hành. Nói tới tông chỉ tức là phải có phương hướng, phải có cương lĩnh, có lập trường. Người tu chúng ta phải có cương lĩnh. Cương lĩnh do mình tự đặt ra và mình tự tuân thủ, giống như là một quốc gia ở trong đó có hiến pháp, pháp luật là cương lĩnh của quốc gia đó.
hay là một đảng phái, nó có cương lĩnh của nó. Đó gọi là gì? Là cái gì? Là cái tông chỉ, là cái hướng đi. À, như vậy thì tông chỉ của kinh A Di Đà, nó cái pháp môn này có ba chữ thôi, đó là tín gì? Tín gì? Hạnh nguyện hả? Hay là tín nguyện hạnh? Tín hạnh nguyện hả? Mình nói cho nhanh miệng là thôi, chứ tín hạnh nguyện là không có đúng đâu. Tín nguyện hạnh nó mới hợp lý. Tín tức là niềm tin, nguyện tức là mình mong muốn vừa đó, rồi sau đó bắt đầu mình mới làm chứ. Hạnh tức là mình làm, mình thực hiện. Cái tự nhiên tín nhận, tín những cái làm xong mới nguyện à? Không phải như vậy. Tín là phải đi trước, rồi thứ hai là nguyện, tức là lòng mình có thiết tha, cái niềm tin và sự thiết tha nó trở thành một cái động lực, nó khiến cho mình hành động. Mình tin như vậy, mình tin mình sẽ cố gắng lên, mình tin mình sẽ làm ăn, thức khuya dậy sớm. Mình tin thức khuya dậy sớm, mình nên nỗ làm ăn thì mình sẽ có tiền. Mình cần mẫn ứng xử tốt với mọi người thì mọi người sẽ thương mình. Mình tin như vậy và khách hàng họ sẽ quý thương mình và mình sẽ bán sẽ được, chẳng hạn vậy. Chứ bây giờ mình tin mình mở một cái quán mà mình không muốn người ta ăn, ta ăn cũng được, muốn ăn cũng được, chẳng cần. Thì đó là gì? Là không có nguyện rồi. Hay là buôn bán có lời cũng được, không lời cũng được, không sao. Là không có nguyện rồi. Rồi bây giờ cứ bán đại đi tới đâu tới thì thôi tiêu rồi. Thành ra là buôn bán cũng vậy, cũng phải có cái tông chỉ đó, cái cương lĩnh đó. Thì người tu chúng ta cũng vậy, phải có tín. Như vậy thì chúng ta phân tích cái chữ tín này á, nó hơi phức tạp. Hơi phức tạp như thế nào? Tức là đầu tiên là chúng ta tin cái gì? Chúng ta tin Đức Phật A Di Đà. Ngài là một vị Bồ Tát có nhiều kiếp tu hành. Ở trong đó có một kiếp nổi trội nhất, đó là Ngài bản thân là một vị vua, tên là vua gì? Vua gì? Vô Trách Niệm. À, Ngài tên là vị vua Vô Trách Niệm. Mà chúng ta biết cái tầm vóc của một vị vua thật là vĩ đại. Ngài bỏ hết tất cả, Ngài vua, và quyết định xây dựng một quốc độ cực lạc. Cho nên Ngài mới thiết lập 48 lời nguyện, y như là một quốc độ. Cái đây là khối óc của một vị vua, khối óc của một nhà lãnh tụ. Thành ra chúng ta đọc 48 lời nguyện rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta nghĩ cho cái nhà của mình có bao nhiêu điều ước, mình cứ ghi ra đi. Thì nhiều khi mình ghi cho 48 điều mình ghi cũng đã khó rồi đó. Tức là cái ước ao trong lòng của mình và ngôi nhà của mình đó. Tôi muốn cái nhà của tôi như vậy. Tôi muốn cái nhà tôi như thế kia. Tôi muốn người đến trong nhà tôi như vậy. Và tôi muốn con cái tôi như vậy. Và mình ghi ra cho 48 cái điều muốn cũng đã khó khăn rồi. Hôm chi Ngài đưa ra 48 cái cương lĩnh, 48 cái đại nguyện rất là tuyệt vời. Và ở trong đó Thầy nhớ nhất là đại nguyện thứ 18. Nguyện rằng tất cả chúng sanh, nếu như lúc lâm chung niệm được 10 niệm danh hiệu của ta mà ta không tiếp dẫn được về Tây Phương Tịnh Độ, ta thờ không thành chánh giác. Ngày hôm nay Đức Phật A Di Đà đã thành Phật rồi. Đức Phật A Di Đà thành Phật rồi, các vị thấy Ngài thành Phật không? Không thấy. Ai nói như vậy? Cơ sở nào để chứng minh rằng Đức Phật A Di Đà đã thành Phật? Ở trong kinh nói. Ở trong kinh do ai nói? Do Đức Thích Ca Mâu Ni nói. Có chính tay các vị nghe rõ không? Không nghe. Không nghe sao các vị tin được? Hả? Kinh nói như vậy, người ta cứ đỡ cứ ghi đại lên, rồi người ta nói là giết bao nhiêu người lên cõi trời, có bao nhiêu cô vợ. Như vậy đó là kinh Phật nói, các vị không tin nhỉ? Phải có cơ sở chứ, có sự phân tích chứ, phải có nhận định chứ. Cho nên tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đó là một cái niềm tin. Một cái niềm tin này, niềm tin bất hoại. Mình tin rằng Đức Phật không có dối trá mình. Mình tin rằng cái dòng chảy trong cuộc đời này là một sự thật. Và kinh điển truyền bá khắp ở thế giới này, rõ ràng trong đó đúng là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nếu như có thể mình tìm trong một số sử liệu khoa học, thì mình thấy rõ ràng người ta vẫn chứng minh Đức Phật có ra đời, Đức Phật có thành đạo, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử, chứ không phải là một nhân vật huyền thoại.
không phải là một cái nhà tôn giáo mà do tín đồ người ta dựng lên, không phải như vậy. Thì mình tin rõ như vậy, mình tin Đức Phật không có dối với mình chi, và mình tin rằng là làm theo lời của Đức Phật dạy mình có an ổn. Và có bao nhiêu người đã làm và có sự an ổn rồi, cho nên mình tin hoàn toàn vào những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đặc biệt mình tin là người ta đã vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì mình cũng vãng sanh được. Người ta làm được, mình làm được. Bỉ ký trượng phu ngã diệt dĩ, ai kia trượng phu, ta đây cũng trượng phu. Mình nói ngon không? Ai trượng phu, ta đây cũng trượng phu. Con chim đại bàng nó nhìn cái hòn đảo kia, nó quạt cánh nó bay một cái, vèo tới cái đảo kia nó đứng lên. Con chim sẻ sẻ nói rằng chim đại bàng bay được, ta cũng bay được. Nó quạt ba cái rất miệng chết nghe. Như thế là tin, nhưng mà mình biết sức của mình. Cái đêm đó là đêm quan trọng. Chân phân bị ký trượng phu ngã diệt chỉ, ai ký trượng phu, ta cũng trượng phu. Đó là mình trượng phu, cái đó là mình rất chìm biển. Thế nên là trong cái Phật Pháp này, chúng ta phải linh hoạt. Tin, mình tin bản thân của mình, tin đức lời của Đức Phật A-di-đà Thích Ca Mâu Ni nói, và mình tin rằng là những gì Đức Phật trình bày trong kinh này là đúng, là có thật, thì dĩ nhiên mình tin Đức Phật A-di-đà là có thật. Được chưa này? Đó là tin. Tin vào cái nguyện, nguyện tức là tha thiết. Cái tha thiết giống như là gì? Giống như là người bằng cùng mà mong được của báu. Giống như là một người ở trần truồng mà mong được có quần áo. Giống như một người không có nhà mà mong được có ngôi nhà để ở. Giống như là một người đi trong đêm tối mà mong được ánh sáng. Giống như một người đói khát mà mong được có thức ăn. Cái mong muốn như vậy đó gọi là nguyện. Phải chưa này? Cái nguyện là tha thiết, đó gọi là nguyện khẩn thiết. Thành khẩn, khẩn thiết. Chứ cái nguyện không khẩn thiết thì sao? Thì cái tâm lý mình nó chưa đủ sức. Chưa đủ sức. Khi nào chúng ta thấy cuộc đời này đau khổ quá, cũng giống y như là trường hợp của bà Vidhi, làm sao không đau khổ được? Đứa con mình sinh ra mang nặng để đâu? Mình đi cầu nguyện khắp các nơi thần linh. Mình, chồng của mình là một người yêu quý, là một người vua, một ông vua anh minh, là một vị minh quân. Vậy mà con mình nó nối xăng lên, nó giết, nó nhốt cha nó, thôi chết. Mình là mẹ mà can gián cho nó, mà nó rút gươm ra nó chỉ, nó cũng muốn giết cả mình luôn. Thì cái nỗi đau của người mẹ nào hơn? Nếu như có thở được thì rõ ràng mới sinh ra bóp mũi cho chết ra rồi. Có thể là người mẹ đau khổ sẽ nghĩ như vậy. Và cái nỗi đau đó nó dâng cao quá, và còn oán trách nữa. Trong cái nỗi đau có sự oán trách. Oán trách rằng không biết làm sao mà điều đạt, có cái duyên, có duyên của Đức Thích Ca Mâu Ni, đỡ rồi đi vào trong Phật Pháp, rồi xúi dục con của mình như vậy. Thưa các vị, đây Thầy nói các vị thế này. Nếu như các vị kính trọng Thầy, mà Thầy có học trò, nó xúi con của các vị, vừa giết chồng, và đe dọa mẹ, thì các vị có oán Thầy không? Có chứ. Cái tâm lý đó chúng ta thấy rất rõ ràng, rõ ràng là khảo oán đó. Cho nên, ở trong cái tâm lý đó, thì chắc chắn một điều, nếu như người có ác căn, họ chỉ có thù hận. Họ khổ đau, họ oán trách và họ thù hận. Nhưng bà Vidhi có nhiều căn tánh thánh thiện. Bà không muốn chứng kiến một sự tổn thương nào hết. Vì tất cả bà đều kính quý. Con bà thương yêu. Chồng bà cũng kính yêu. Đức Phật là bất bậc tôn kính. Bà không muốn tổn thương. Như vậy thì ở trong hoàn cảnh đó, bà không muốn chứng kiến cái hoàn cảnh này nữa. Không muốn chứng kiến một quốc độ này nữa. Bà muốn đừng bao giờ thế gian này xảy ra chuyện như vậy nữa. Thành ra bà mới thưa Đức Phật, hãy chỉ cho con một quốc độ nào thanh tịnh, thật là thanh tịnh, mà nơi đó không có những cái chuyện này xảy ra nữa. Và Đức Phật đem rất nhiều cái quốc độ khác nhau, dùng thần thông để cho bà thấy. Và bà thấy rất nhiều quốc độ. Và ở trong đó bà chọn cảnh Tây Phương Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Bà thấy cảnh đó nó rất là màu nhiệm, rất thánh thiện như vậy. Cho nên nhân cái điều đó, tức là bà ước ao, bà khao khát. Hoặc là trường hợp của vua Tịnh Phạn, sau khi lâm bệnh thì Đức Thế Tôn đã làm tròn chữ hiếu, Đức Thế Tôn đã trở về thành, và Đức Phật đã ngồi bên vua cha của mình tới 7 ngày đêm để hướng dẫn cho vua cha mình xả bỏ báo thân và sinh Tây Phương Tịnh Độ.
Và tới ngày thứ bảy, ông đi vào trong cảnh giới vô sanh pháp nhẫn, vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đó là một điều rất tuyệt vời của những người tu học mà nên để ý tới chữ hiếu. Và ngay cái Đức Thích Ca cũng làm tròn điều này. Sau khi vua cha mất rồi, thì Đức Phật, đích thân của mình, khiêng nhục thân của vua cha đến làm lễ tà trì, tì trà, tức là lễ hóa thiêu. Và lúc đó, chư đại đệ tử nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, đỡ con khiêng thay cho. Đức Phật nói không, các ông hãy đỡ cho Như Lai làm tròn chữ hiếu. Hãy đỡ cho Như Lai làm tròn chữ hiếu. Ngay cả Đức Thế Tôn còn trân trọng chữ hiếu, không chỉ là phàm phu chúng ta, mà coi thường cha mẹ. Những điều này chúng ta đã đền đáp cái ông công ơn cha mẹ ngàn đời không có hết. Như vậy thì ở đây chúng, và ở trong hoàn cảnh này chúng ta thấy rằng là vua Tịnh Phạn không biết đi đâu nữa, bám vào con mình cũng không được, bám vào gia sản cũng không được, bám vào quốc gia xã tắc cũng không được, bám vào thân này cũng không xong. Cho nên chỉ còn một con đường duy nhất là cõi Tây Phương Tịnh Độ. Bởi vậy cho nên ông phát khởi cái tâm mạnh mẽ muốn sanh Tây Phương Tịnh Độ, nguyện, phải chưa? Cái nguyện tha thiết như vậy nó sẽ dẫn lại. Một người con mắc mẹ, họ đi tìm. Họ đi tìm một anh chàng nào đó ở bên Boston, đi tìm người mẹ của mình, tìm hơn 40 năm, và mới có gặp được mẹ của mình. Anh chỉ muốn biết rằng là mẹ của anh như thế nào, còn sống hay đã chết, có bình an hay không. Và anh muốn lòng của mẹ anh được vui vẻ, rằng anh hoàn toàn ủng hộ, hoàn toàn chấp nhận mọi cái quyết định khi cái lúc mà anh mới được 1 tuổi mẹ anh bỏ vào ở trong cái nhà cô nhi viện, bỏ vào cô nhi viện 1 tuổi. Và anh cho rằng anh ủng hộ cái quyết định của mẹ anh lúc đó, bởi vì lúc đó mẹ anh nghĩ như thế là có lợi cho chính mẹ của anh và có lợi cho đứa trẻ này. Và anh hoàn toàn ủng hộ cái quyết định đó. Anh muốn biết như vậy thôi, chứ không cần gì hết. Nhưng mà cái lòng khao khát đó khiến cho anh đi tìm kiếm mẹ. Và tất cả mọi thông tin về mẹ của anh tìm kiếm. Anh tìm mãi, tới gần 40 năm, hơn 40 năm, anh mới tìm được mẹ của mình. Đó gọi là gì? Là nguyện. Cái nguyện nó thành khẩn, nó tha thiết. Nếu chúng ta xem Đức Phật A Di Đà là cha mẹ của mình, chúng ta xem các vị Tây Phương Tịnh Độ là những bạn hữu của mình, thì chúng ta sẽ tha thiết. Cái lòng tha thiết này đó gọi là nguyện. Đó, như vậy thì rõ ràng tính nguyện, tính là tính sâu, nguyện là nguyện gì? Nguyện thiết, tức là khẩn thiết. Tính sâu, nguyện thiết là gì? Hạnh, hạnh chuyên, chuyên cần. Chuyên cần niệm Phật, niệm từ sáng tới tối, niệm hoài thôi. Mình niệm sau đó mình niệm, mỗi người có một cách niệm, tùy theo tâm lý, lứa tuổi. Chẳng hạn như bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không biết rằng mình niệm bao nhiêu hiểu Phật, và ngày nay với ngày mai như thế nào. Cho nên người xưa họ không có cách nào họ tính được, thành ra họ mới lấy gia chuỗi. Họ tính trên gia chuỗi, mà muốn làm cái gia chuỗi cho nó có ý nghĩa triết học, cho nên họ mới gắn kết lên đó là gì? Lục căn, lục trần, lục thức là 18. Mà 18 mà nó tác động tới 6 căn bán phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến. Cho nên 18 nhân 6 108, họ làm 108 hạt. Họ nói 108 hạt, nghĩ tới nó là phiền não, mà nghĩ tới Phật thì dứt phiền não, cho nên nghĩ tới 108 Đức Phật tức là dứt phiền não 108 phiền não. Do vậy cho nên người ta mới gán kiếp vào đó một cái ý nghĩa triết học. Thì cái con số nó không quan trọng, nhưng mà nói chung đôi chi đôi cho họ biết được họ niệm bao nhiêu, và họ nhớ rằng họ niệm bao nhiêu, đó gọi là ký số niệm Phật. Ký số niệm Phật này thường người ta gọi là trì danh, tức là nhớ cái tên, nhớ danh. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, cái chữ Nam Mô Di Phật cứ chạy qua đầu mình. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, không có chữ khác chạy vô. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, cái mạch bạc kia ngứa gan chạy vô, rồi cái Nam Mô Di Phật chạy ra. tức là cứ chạy ra chạy vô, chạy ra vô vậy là nó không có chuyên. Không có chuyên, nó không có thuần, nó phải đứng im, cứ Nam Mô Di Phật không, không có gì khác nữa, gọi là chuyên. Đó, cái chuyên này quan trọng lắm, từ sáng tới tối nhiều khi chúng ta không có chuyên. Chúng ta niệm chẳng phải có chuyện khác, họ ngồi nghĩ ồ, nếu niệm Phật mà mua gì Phật làm Phật giật mình luôn. Tức là chúng ta niệm Phật làm sao nó chuyên chứ. Nó chuyên là tâm mình an ổn, và cái chuyên đó nó giọng tưởng tự như nó lén xuống, nó lén lâu ngày xuống,
phiền não nó cũng lén xuống, nó không nghĩ gì khác nữa hết, đâu có thời giờ nghĩ nữa, không có cái gì chen vô nữa hết. Thì đó gọi là chuyên, đó không phải là gọi chuyên cần, đó gọi là trì danh niệm Phật. Mà bây giờ các người nói Nam Mô A Di Đà Phật chạy quá, chạy nhanh quá, chạy không kịp, chạy nhanh quá, mình đi chậm chậm mà chạy nhanh quá có nghe đức không chết. Cho nên thôi, bây giờ mình thấy Đức Phật trên bàn thờ dở thương quá, mặt mày sao mà đẹp quá, trang nghiêm quá, mình ngồi mình ước gì mình được với Đức Phật, mình ước gì tới khi mình Phật A Di Đà tiếp dẫn mình cứ cao, mình cứ nhớ vậy, mình nhớ luôn cái mặt Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mình nhớ luôn như vậy đó. Rồi mình nhớ không biết mà cái nào nữa, mình mới quỳ mình lạy Ngài, mình cung kính quá mình lạy Ngài, rồi sợ Ngài đói bụng mình nấu cơm cho Ngài ăn, mình cúng cho Ngài, rồi sợ đến bàn thờ nó không có đẹp, mình cứ lấy hương hoa mình kém lên đó, mình cúng dường cho Ngài. Như vậy thì đó rõ ràng là gì, là quán gì, quán tượng tượng nghe, chứ không phải tướng nghe, tượng tức là hình tượng, tức là quán tượng niệm Phật. Rồi sao nữa, bây giờ quán tượng rồi mà cứ ngồi hoài nó buồn ngủ, môi mắt rồi, hay là mắt mình mờ nhìn tượng, nhìn lần thôi nhìn hoài nó đau mắt thì sao? Thì bây giờ mình nhớ trong lòng của mình nằm im mình nhớ trong lòng của mình rất rõ ràng, đó là gì? Quán tượng tức là mình không thấy cái tượng nữa mà tượng ở trong lòng mình. Cái quán tượng nhiều khi nó chất lượng hơn là quán tượng ha, nhưng mà tùy theo, cũng tùy theo. Có người họ thích cái tượng đó quá, họ quán. Cái cô kia, cái mẹ cô giận lắm, cô cái lúc nào cũng trầm bầm rồi. Cô tới, cô không biết sao, cũng mời thầy an vị Phật, thấy ông Phật mà trầm bầm này. Y chang vậy đó. Cái mẹ cô trầm bầm cho nên ông Phật cũng trầm bầm theo. Rõ ràng đi đâu không biết, đi sao không biết, đi người ta cho cái tượng mà hồi lâu rồi mà tượng nó xấu xí mà cái mặt trầm bầm vậy. Vậy mà đem dừa mà mò tờ thất an vị. Rõ ràng là trong tâm của nó trầm bầm như vậy, cho nên cái thấy cái mặt như nó mình thấy Phật đẹp quá. Mặt trầm bầm mà đẹp gì? Vậy mà cũng đẹp. Đẹp theo cái nghĩa đó thì tâm họ như vậy cho nên họ thấy vậy là đẹp. Còn mặt từ cười và thấy mặt dở ghét. Rõ ràng trong tâm họ nó như vậy cho nên nó chiêu cảm góc độ đó. Giờ thì chúng ta thấy tức là ngồi quán gì, quán tướng, tức là nhiếp trong lòng của mình. Mình hình dung ra một Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh. Rồi tới cái quán tiếp theo, đó là quán gì? Đó là cái quán thật tướng niệm Phật. Từ xưa nay, tất cả các pháp đều là giả huyễn, và thật tướng của các pháp là vô tướng. Mà vô tướng, cảnh tướng chỉ là huyễn giả, và vô tướng mới là thật tướng. Mà vô tướng thì bất sinh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Và ở trong đó mà niệm Phật. Vô trong cái ly tất cả mọi ngã chấp điên đảo mà niệm Phật. Đó gọi là thật tướng niệm Phật. Niệm ở trong thế giới đó, niệm tới mức là vô niệm. Đó gọi là niệm mà không niệm. Bởi vì đâu không có người niệm, cũng không có Đức Phật niệm. Đức Phật là vô tướng và mình cũng là huyễn giả. Cho nên cái gì niệm đây? Ai là niệm và ai niệm Phật? Niệm Phật là ai? Tất cả là huyễn giả hết, đâu là vô tướng. Ở trong vô tướng này không còn một bóng dáng của ngã chấp, cho nên gọi là gì? Là thật tướng niệm Phật. Mà thật tướng niệm Phật, niệm ra cái niệm rất khó. Bậc nào có trí, có căn thì mới niệm nổi. Còn một cái phép quán thứ năm, đó là gì? Là quán gì? Quán gà. Ngồi đó cả rồi, quán gà. Hết biết luôn là quán gà thôi. Mà cái quán này là cái thầy các vị có trong kinh không có. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ tư ở trong năm lớp huyền nghĩa, đó là phần lợi ích. Lợi ích của việc niệm Phật A Di Đà thì vô lượng vô biên. Chúng ta niệm A Phật A Di Đà ít nhất á, trong lòng mình an ổn. Ngay lúc đó có tác dụng tức thời, không còn phiền não, không còn đảo điên nữa. Và người nào nếu như sống trong đời này được an ổn, nếu có chết thì được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ đi vào trong cảnh giới nào? Trong chính phẩm hoa sen. Chính phẩm hoa sen. Như vậy thì thực ra trong chính phẩm, mà thực ra mà nói á, thì mình nói chính phẩm cho nó gọn. Chứ ở trong một phẩm nó có chín bậc trong đấy. Chẳng hạn như là ở trong thượng thì nó có gì? Nó có thượng thượng, thượng trung, thượng hạ. Đó. Ở trong một phẩm nó lại có 9. Cho nên 9 nhân 9 là 81 cái phẩm bậc. Nhưng mà thường người ta nói gọn là 9 phẩm hoa sen. Sao gọi là 9 phẩm hoa sen là cha mẹ? Hả?
Vì ông A bà B, ông A bà B không thương nhau, rồi ông làm đám cưới, rồi ông vừa trình cha trình mẹ, rồi ông nói rằng đám cưới nhà ai vui thật là vui, đó, bắt đầu ông hát cái bài ca đó, rồi sau tự nhiên sinh ra mình, phải không? Ông A bà B ông tù ti tú tí, tự nhiên cái ông lôi ra mình. Như vậy thì mình chui vô trong đó rồi mình ra đời, mình nói đó là cha của mình, kêu là mẹ của mình, không thể khác được. Hoặc là cái con vật cũng vậy, nó tù ti tú tí vậy, tự nhiên cái mình cũng hết cái nghiệp người rồi, nhảy vô đấy cái mình nói là cha của mình, mẹ của mình. Như vậy là chúng sanh nhận nhận gì cái cõi này, nhận chúng sanh làm cha làm mẹ, đây gọi là cõi thai sanh. Nhưng mà cực lạc tây phương thì sao? Sinh trong hoa sen, sinh trong hoa sen. Cho nên hoa sen là gì? Là phụ mẫu, phải rõ không ạ? À, hoa gì? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, như bất bất thối vậy, Bồ Tát vi bạn lữ. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy chúng ta sinh vừa, ít nhất là chúng ta vừa cổ tây phương tịnh độ, mà vừa cổ tây phương tịnh độ nó có một điểm rất tuyệt vời, đó là cõi bất thối chuyển. Cái chữ này chữ Việt bây giờ nó cũng nhầm lẫn, chữ thối, chữ tơ, chữ hát, chữ ô, chữ y dấu sắc ấy là thối, tức là thối, thối tha, thối rửa. À, chữ thối ấy, chữ oa nó mới đúng ấy. Nhưng mà bây giờ thấy hình như là ai cũng sai hết, sai hết rồi người ta nghiêm nhiên chấp nhận luôn. Và khi người ta chấp nhận luôn thành ra mới gọi là tốt độc thua ngốc đàn. Hả? Thói, thói là mới đúng. Chữ thối tức là thối rửa, cái gốc của nó là vậy đó. Chữ thối tức là thối rửa, còn thói, hai cái chữ nó khác nhau. À, trong cái âm nó khác nhau. Cái chữ gốc ngày xưa là chữ thói đó, bất thói. Nhưng mà người ta đọc uống cái lưỡi sợ nó díu miệng sao á, thành ra nó sai rồi nó quen. Và mọi người cũng sai nhiều quá nó quen. Và tự nhiên sau này từ điển người ta cũng chấp nhận luôn. Tại vì ngôn ngữ chẳng qua là gì? Là cái quy ước của con người. Thì người ta thấy, người ta chấp nhận theo chiều hướng đó thì dĩ nhiên người ta họ đồng tình thôi. Như vậy thì cái chữ thoái này á, thoái chuyển là chuyển cái gì? Chuyển từ xấu thành tốt. Đó cũng là chuyển. Mà chuyển từ tốt thành xấu cũng là chuyển. Nhưng mà ở đây, chuyển theo chiều hướng là từ xấu thành tốt. Mà vĩnh viễn không bao giờ thay đổi theo chiều hướng đó. Cứ đi mãi, chứ không có thối lui. Đó gọi là thoái chuyển. Bất thoái chuyển. Như vậy thì cái tâm chúng ta tại sao đến với đạo? Đến với đạo đó cầu nguyện rằng á, là mình vô chùa lễ Nam Mô A Di Đà Phật, lễ mười phương chư Phật gia hộ cho con, để cho con sinh một thằng cu. Các người nghĩ như vậy chứ? Họ nghĩ họ cầu sinh con trai, sinh con gái. Có nhiều người họ muốn sinh con trai không được, sinh con gái không được. Thậm chí không sinh con được, người ta cũng lễ Phật vậy đó. Thì cái tâm đó không phải là Bồ Đề tâm, mà đó là tâm trong sanh tử luân hồi. Còn cái tâm Bồ Đề là tâm hướng tới sự giác ngộ, cái tâm hướng tới cảnh giới siêu việt, không muốn tái lai trong cõi này nữa, không muốn làm phàm nhân nữa, mà muốn làm Phật. Muốn làm Phật ngồi trên bàn thờ ăn nay chuối chơi thôi, chứ không có muốn ăn thịt cá nữa chẳng hạn vậy đó. Có người nào còn đam mê thịt cá thì chứng tỏ là còn làm chúng sanh. Thành ra vậy thì ở đây cái tâm mình muốn tới cảnh giới bất thối chuyển. Bất thối chuyển thì mình vừa đó là vĩnh viễn không thối chuyển. Cái tâm mình đừng có đùa ngang, đừng có giỡn với nó ghê lắm chứ không có đơn giản đâu. Nó chỉ cần một cái chuyện nảy sinh một ý nghĩ là nó có thể dẫn mình bao nhiêu thứ phiền não đó. Chẳng hạn là như nó bực bội lên một cái rồi á, là nó chiêu cảm. Nó chiêu cảm bao nhiêu cái sự đồng tình. Thậm chí mình cớ cái chuyện cho bạn bè mình nghe, bạn bè mình nó nói ngược lại mình nổi giận rồi đó. Hình như mình nói nó không ủng hộ mình, hay là những người kia ức hiếp mình, tại sao nó còn bên vực người ta. Đó là nhiều khi nó từ các bạn bè luôn đó. Nó khủng khiếp lắm. Cái tâm của chúng ta phải thận trọng từng giây từng phút. Cho nên cái tâm mà nó đang muốn tu, đang muốn thánh thiện vậy đó, chứ mà tự nhiên là nó có chuyện nó làm cho mình phiền não. Mình đi chùa muốn học pháp, muốn giác ngộ giải thoát vậy á. Chẳng hạn như hôm nay biết rằng cần phải học kinh A Di Đà, biết rằng niệm Phật A Di Đà là tối thượng, vậy mà nghe chỗ đông chỗ tây có chuyện đó là chúng ta sẵn sàng bỏ. Hoặc là thậm chí bạn mình nó rủ mình đi chơi chút xíu mình cũng bỏ được. Có chứ. Hoặc là có người quyết định là tới học rồi, nhưng mà giờ hàng xóm người ta mời đám cưới con của họ chẳng hạn vậy. Thì mình thấy ồ, tình nghĩa học bữa nào cũng được.
Như thế là mình xác định cái việc thớ tục nó cao hơn cái việc học kinh rồi. Trong tâm của mình nó thối liền, phải không? Nó cứ nó trồi lên, trồi xuống, trồi lên, trồi xuống, nó nhanh thôi lắm. Còn chưa nói là những nghịch cảnh. Nghịch cảnh nó xảy ra trong cửa chùa. Mình đang có cái ông này, ông đi tu. Ông gì ông thấy ông thầy kia. Ông thầy kia là, trời ơi, chú phước đức quá. Chú đúng là ở Mỹ sao thấy nước da hồng hào quá. À, thấy thương quá. Thương quá đấy. Rồi thấy ông thầy thấy, thầy nhìn, thầy thấy thầy không ưa rồi. Thầy nhìn thầy lơ. Ông thầy ông này còn lại nói chuyện với thầy. Thầy cũng không muốn nói chuyện. Thấy mấy người Phật tử mà thích khen quá chắc không hào với mình. Thầy im. Nói thưa thầy, thầy có học ở trường nào? Dạ không có học. Ôi sao mà tôi sẽ thấy nhiều người học mà thầy không học nè. Người học dở quá nè, tại đuổi mất. Cái thầy lơ không muốn nói chuyện nữa. Không muốn nói chuyện nữa, cái sao? Rồi về Mỹ gom góp tiền. Bắt đầu á, ông thầy đó là thánh thiện vô cùng. Còn ông thầy Huyền Châu chén ra gì? Ăn nuôi cọc càng thô lỗ. Cho nên gỡ về cúng dường cho ông thầy đó 4.000 Mỹ Kim. 4.000 Mỹ Kim xong rồi cái ông thầy đó, cái ông mua chiếc xe hơi, xe Toyota tí vậy. Xe hơi chạy, xe con bốn bánh ấy. Nè, mua chiếc xe, ông góp được nữa đó, mua xe 66. Mua chiếc xe 66, mua xe hình 2.000, cũ. Mua xe 2.000, còn 2.000 nữa làm gì biết không? Cứ vợ. Làm đến tiền dành cứu vợ chứ, làm đến tiền không cứu vợ. Ông nói rằng là cái môn phái ông được quyền cứu vợ. À, và ông cứ vợ. Thế thôi. Trời ơi, cái ông này coi như là nó chán nản vô cùng, không chuồng chiền nữa, không thầy bà nữa đó. Là cái tội do ai? Cái tâm đó là thôi chiều. Đang chùa chiền, đang ngôn lành, đang tu hành tự nhiên thôi. Còn ông làm bậy, ông dám chịu cả ông chứ. Mấy mới gì tự nhiên mình thôi đi. Rồi cái ông đó nói ông đó chứ mấy mới gì nói ông này ông kia ông đó. Đấy, rồi sau đó hình như nghe đi nghe lại sao? Bà nói đấy. Họ biết gì cũng thầy Huyền Châu làm chùa được rồi. nó lại càng sai lầm nữa. Nó càng sai lầm nữa. Mới đầu là sao ông thầy đó ông thấy thầy ông ghét. Ông ghét thầy nữa. Chứ nói cầu ông ghét thầy luôn vậy đó. Cho nên thưa các vị. Mình dìa Tây Phương Tịnh Độ. Không có chuyện đó xảy ra. Chắc không có chuyện đó xảy ra. Mình lên đến đó rồi. Thì mọi thứ đều an ổn. Và từ chỗ đó. Tới khi mình thành Phật. Chứ không bao giờ có chuyện thối lui nữa. Bao nhiêu nghịch cảnh, bao nhiêu trông gai, bao nhiêu trở ngại, nó không làm cho mình khổ đau, không làm cho mình thối thất tâm, không làm cho mình lui sụt nữa, mà mình chỉ còn đi thẳng tới, tới khi mình thành chánh giác thôi. Cũng giống như là mình thi đậu rồi, thì giống như là mình tới ra trường, không có chuyện rớt nữa, không có rớt xuống nữa. Đó. Cái đó là một cái cảnh mà rất tuyệt vời. Cái đó gọi là nhờ Đức Phật A Di Đà hộ niệm chúng ta mới được cái thần lực đó. Rồi. Cái gì nữa? Thứ nhất là vị bất thối, là quá vị bất thối. Thứ hai là hạnh bất thối, tức là sự tinh tấn siêng năng không có thối chuyển. Thứ ba là niệm bất thối, tức là niệm tinh tấn liên tục không thối chuyển. Và thứ tư là cứu kết bất thối, là cuối cùng không còn thối chuyển. Đó gọi là tứ bất thối chuyển. Chúng ta chỉ nhớ là bất thối chuyển được rồi. Phật tử mình nhớ nhiều quá nó phiền lắm. Nhớ nhiều quá nó quên trước quên sau, rồi cứ ăn rồi cứ lắm nhắm mấy cái kinh đó đi tọc cánh cửa. Rồi cái nào A-di-đà Phật. Phật còn tọc cửa Phật gì. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo một chút xíu nữa nghe không? Đó là phán giáo kinh A-di-đà này nó nằm ở trong tam tạng kinh điển, kinh luật luận thì nó nằm ở trong tạng kinh. Và nếu như xếp vào cái hạng thừa nào thì kinh A-di-đà giảng thuật này nó nằm trong cái gì? Nằm trong cái gì? Hả? Nó nằm ở trong Bồ Tát Thừa. Nhớ ra chỗ đó. Kinh Địa Tạng là ở trong thừa nào? Nhân thừa. Có những băng kinh, như kinh Thập Thiện là Thiên Thừa. Rồi có những kinh là Thân Văn Thừa, Duyên Giác Thừa. Nhưng kinh A Di Đà thuộc về Bồ Tát Thừa. Cho nên khi học bản kinh này phải có tâm tư của một vị Bồ Tát. Còn nếu như ai mà theo cái hạnh nhân thừa, họ không thích hợp với bản kinh này. Bản kinh này là những cái dành những căn cơ hướng tới Bồ Tát Thừa, tức là quá vị tu chứng thành Phật. Đó gọi là phán giáo. Dĩ nhiên, Bồ Tát Thừa là đại thừa hết. Tất cả những cái thừa thuộc về Bồ Tát Thừa là đại thừa. Thân Văn Duyên Giác là tiểu thừa.
Còn Bồ Tát Từ Tâm Luân là đại thừa hết. Trong trong năm thừa giáo, nhân thừa, thiên thừa, thân văn duyên giác, nhân thừa, thiên thừa, rồi thân văn thừa, rồi duyên giác Bồ Tát á, và cuối cùng là Phật thừa, nó gọi là năm thừa. Thì kinh A Di Đà giảng thuật này thuộc về gì? Bồ Tát thừa. Và nếu như nói rằng nó thuộc trong tam tạng thì nó thuộc về kinh, và kinh này thuộc về Bồ Tát thừa. Nhưng mà nhớ xác lập cái vị trí của nó, được chưa? Còn một chút nữa về sự truyền dịch, ở đây có lẽ không dám phân tích nữa, thôi nói thêm một chút nữa ha. Tức là sự truyền dịch này, bán kinh này từ chữ Hán do ngài Cư Mô La Thập dịch. Bán kinh này do ngài Cư Mô La Thập dịch. Ngài Cư Mô La Thập là các vị nghe danh rồi. Từ chữ Hán chuyển sang chữ Việt, bán kinh chúng ta tụng hồi sáng đó là do Hòa Thượng Quán Bửu trụ trì tu viện Nguyên Thiều. Ngài chuyên về Tịnh Độ Tông, một ngày 6 thời tụng kinh Di Đà, và ngài dịch ra cái bản kinh đó chúng ta tụng rất là dễ chịu, rất là hay. Nhưng mà nếu như học thì nó thuộc về văn tụng cho nên khó học. Thành ra thầy dịch cái bản này theo văn Việt, văn xuôi để chúng ta có học. Như vậy thì sự dịch thuật từ Bali, từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu, đó là do ngài Cư Mô La Thập. Từ Cư Mô La Thập dịch sang tiếng Việt để chúng ta học hôm nay, đó là do thầy Thích Quyền Châu dịch. Cái gì có quen chuyện này không? Hay như Đạo Phật. Thì thầy không có dám nói cái này nhiều, nói nhiều chứ mình tự khoe. Nhưng mà cái bản kinh A Di Đà giảng thuật này đã có, kinh A Di Đà đã có viết thành một bài giảng thuật, lấy cái tựa đề là kinh A Di Đà giảng thuật. Như hôm qua các vị chị Bảo Châu có chở một thùng kinh ở chỗ kia, thì các vị nào chưa có, vâng, các vị nào mà chưa có, các vị có thể thính một người một quyển về để mình đọc, để mình tìm hiểu trước. Bởi vì những nội dung thầy muốn dạy, thầy khai triển đông tay nhưng mà không rời khỏi cái bản đó. A Di Đà Phật, mời đạo tràng chúng ta dừng lại ở đây.